Ánh mắt Hàn Lập Thu liếm lại, lật tay lấy ra một viên đan dược vàng óng ăn vào, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bất kể thế nào, trước tiên cần phải biết rõ đây là nơi nào. Hắn trầm ngâm, trong đôi mắt sáng lên quang mang, thần thức bỗng nhiên khuếch trương ra, dò xét bốn phương tám hướng. A, à, sau một lát, trong miệng hắn khẽ ổ lên một tiếng, nhìn về một phương hướng. Bởi vì màn trời buông xuống, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xám trắng, suy nghĩ một lát, trên người hắn sáng lên độn quang, vụt lên từ mặt đất, bay về hướng bên kia. Bay chừng hơn 10 dặm, Hàn Lập treo ở trên không, cuối tầm mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ, tựa hồ cũng bị vây hãm trong mảnh khu vực cổ quái màu nâu xám này. Hắn nhíu mày lại, bay đến hướng bên kia, đến gần bóng người kia lộ ra càng rõ ràng, là một nam tử áo tím, tóc quan trắng như tuyết, nhìn rất vấn lãng, chính là Thạch Xuyên không. Giờ phút này, tựa hồ gã đang bị hôn mê, khí tức trên thân 10 phần yếu ớt, thần thức càng không có ba động nửa điểm, thân thể hãm trong một mảnh đầm lầy bốc lên bọt khí màu nâu đậm. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, phát hiện sát khí trong đầm lầy này đậm đặc, gấp nhiều lần trong không khí bình thường, nó kéo thân thể Thạch Xuyên không vào sâu trong đầm lầy, đồng thời cũng đang điên cuồng xâm nhập vào thân thể gã. Nếu không phải bên hông gã treo một khối tử linh ngọc bội, dưới tình huống không người thúc dục vẫn dựa vào linh tính tự thân che chở chủ nhân, giờ phút này nhục thân của gã chỉ sợ đã bị sát khí hủy hoại triệt đề. Bất quá, dù sao tử linh ngọc bội cũng là tử vật, nếu không có pháp lực duy trì căn bản không có khả năng duy trì được lâu, lúc này linh quang phát ra đã trở nên 10 phần mờ nhạt, không đến nửa khắc nữa sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó sẽ không cách nào bảo vệ được thạch xuyên không. Nếu vậy, thân thể gã cũng sẽ triệt để chìm vào trong đầm lầy, từ đây trên thế gian sẽ mất đi danh tính người này. Đối với thạch xuyên không, Hàn Lập thậm chí muốn tận lực tránh xa, một mặt là do hắn không muốn đối phương phát hiện thân phận chân thật của mình, một mặt khác là do hắn cảm thấy thân phận người này bí ẩn, không thể thâm giao. Nhưng nếu nói là hắn có định ý thì một chút cũng không có. Trần chờ một lát, cuối cùng Hàn Lập vẫn cuốn tay áo một cái, vung ra một mảnh thanh quang bao trùm thân thể gã, định kéo gã ra khỏi đầm lầy. Nhưng mà, lúc hắn kéo một cái lập tức phát hiện có một cỗ lực lượng cường đại kéo ngược lại, kéo thân thể thạch xuyên không xuống dưới đầm lầy. Trong lòng Hàn Lập giật mình, trong mắt lấp lóe tử quang, vội vàng ngưng thần nhìn dưới thân thể thạch xuyên không. Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét, chỉ phát giác nơi này có ba động linh lực yếu ớt cùng sát khí tương đối nồng đậm mà thôi, nhưng vẫn chưa phát giác có yêu thú nào tiềm ẩn. Ánh mắt Hàn Lập lập tức lóe lên, Cửu U Ma đồng nhìn xuống dưới, thân hình lướt thẳng lên không trung nhanh như điện. Hắn vừa mới bay lên không trung, mặt đất dưới thân liền rung động kịch liệt, đầm lầy màu nâu xám chập trùng kịch liệt, từng bọt khí to lớn không ngừng toát ra, bốc lên phía trên. Ngay sau đó, mặt đất dưới thân Hàn Lập phân liệt ra, biến thành gần trăm khu vực lớn hơn 10 trượng phảng phất cánh hoa hắc liên mở ra khép lại hướng không chung. Nếu không phải Hàn Lập sớm phát giác dị trạng thoát đi, chỉ sợ giờ phút này đã bị nuốt vào trong đó. Bất quá, mặc dù hắn tránh thoát, nhưng Thạch Xuyên không lại bị hãm vào trong đó, mắt thấy liền bị đầm lầy bao phủ hoàn toàn. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Hàn Lập thầm mắng một tiếng, trong tay đã sáng lên kiếm quang. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên một cái, một đạo kiếm khí màu xanh vô cùng sắc bén, ở trên quấn quanh từng tia điện màu vàng, chém xuống đầm lầy cổ quái phía dưới. Ầm ầm, một trận kim quang bùng lên, bên trong đầm lầy màu nâu đục truyền ra trận trận tiếng vang ục ục, tiếp theo ầm một tiếng vỡ ra. Hàn Lập nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, thân hình chấp liên tục, không ngừng xuyên qua trong đầm lầy đang nổ bể, đi tới bên cạnh thân thể thạch xuyên không, một phát túm được trang phục trước ngực gã, sau đó thân hình hắn nhanh chóng lui lại. Bay thẳng ra hơn trăm trượng, trên cánh tay Hàn Lập đột nhiên truyền đến một trận bỏng rát, hắn đưa mắt nhìn qua liền phát hiện trên lưng thạch xuyên không thế mà còn có mười mấy cây hắc sắc xúc tu to như đầu ngón tay phía trên chia ra cả trăm sợi nhỏ hắc sắc tinh tơ có không ít đã bò lên cánh tay mình nương theo cảm giác bỏng rát xuất hiện hàn lập cũng cảm nhận được một cỗ sát khí cường đại xâm nhập điên cuồng dũng mãnh theo những vết thương nhỏ bé tiến vào trong cơ thể mình lông mày hắn nhíu chặt tâm niệm vừa động nơi bả vai liền có một đạo ngân quang sáng lên từ đó lóe ra một ngân diễm tiểu nhân theo cánh tay hắn vạch xuống một cái rơi vào trên những hát sắc tinh tơ kia. Nó mới vừa tiếp xúc với hát sắc tinh tơ, liền há miệng phun một cái, chỗ sâu trong ít hầu nó liền có ngân diễm sáng lên hừng hực, phun ra ngoài cuồn cuộn, theo tinh tơ một đường lan tràn đến hắc sắc xúc tu trên thân thạch xuyên không, bắt đầu cháy hừng hực. Nương theo đó là một mùi vị có chút gai mũi lan tràn ra, xúc tu màu đen lập tức từ trên thân thạch xuyên không tách ra, hạ xuống dưới đầm lầy. Đốt toàn bộ, hàn lập quát khẽ một tiếng, ngân diễm tiểu nhân lập tức bay vọt lên trời, ở giữa không trung hai tay mở ra, lập tức hóa thành một đầu ngân diễm hỏa điều to lớn vô cùng, bổ nhào xuống phía dưới, ầm vang nhập vào mặt đất. Ngân sắc xích diễm lập tức lan tràn ra, bao trùm phương viên mấy trăm trượng vào trong. Hàn Lập Lơ lửng giữa không trung, liền thấy mặt đất phía dưới rung mạnh không ngừng, bắt đầu sụp đổ từng chút xuống, cuối cùng hình thành một cái hố to rộng mấy trăm trượng. Ngân diễm hỏa điều công thành lui thân, bay trở về, một lần nữa hóa thành ngân diễm tiểu nhân, rơi vào đầu vai Hàn Lập khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại không có vẻ gì vui sướng như khải hoàn trở về lúc trước ngươi không thích hoàn cảnh nơi này hàn lập quay đầu liếc nó một cái hỏi dò ngân diễm tiểu nhân vội vàng trùng điệp gật đầu ta cũng không thích trước về trong cơ thể ta rồi chúng ta rời khỏi nơi này hàn lập cười cười nói ngân diễm tiểu nhân lập tức lóe lên quang mang biến mất ở trên vai hàn lập hàn lập thu hồi thanh trúc phong vân kiếm cúi đầu nhìn thạch xuyên không đang được mình mang trên tay lúc này mới phát hiện phần gáy gã là một mảnh đen nhánh, hiển nhiên đã bị sát khí xâm nhập. Hắn trao mày, tìm một phương hướng rồi bay đi, rời xa chỗ này. Toàn bộ hành trình Hàn Lập mở ra cửa U Ma Đồng, tìm kiếm một bãi loạn thạch màu xám trắng xem như an toàn, thân hình bay thấp xuống dưới. Sau khi đáp xuống đất, hắn lật ngược thân thể thạch xuyên không lại, xem xét một chút liền phát hiện sát khí trên người gã đã ứ động không ít, Tăng thêm trước đó ở di tích chân môn môn tựa hồ còn bị tổn thương không nhỏ, giờ phút này căn bản gã không thể nào tự tỉnh lại. Nếu loại tình huống này tiếp tục diễn tiến, dù cho gã không tiếp tục hấp thu sát khí, tính mạng gã có lẽ chưa chắc có việc gì, nhưng nhục thân nhất định khó mà bảo toàn, tu hành đại đạo cũng không biết đi tới đâu. Ai, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiến đến Tây Thiên, về phần có thể tỉnh lại hay phục hồi như cũ, phải xem chính tạo hóa của ngươi. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, thì thảo nói, rứt lời, Cổ tay hắn xoay một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một viên đan dược đen như mực to chừng trái nhãn. Phía trên tản mát ra một mùi vị cay nhàn nhạt, nhạt, đúng là túc sát đan hắn luyện chế ra lúc trước. Luyện chế đan này không dễ, công hiệu loại trừ sát khí cực mạnh, đáng tiếc đối với Hàn lập lại là chỉ ngọn không chỉ gốc, cho tới nay chỉ có thể làm thủ đoạn khống chế sát khí phản vệ, tiêu hao không ít, đến nay cũng chỉ còn lại có hai viên. Sau một phen suy tính, Hàn lập cầm viên đan dược kia nhét vào trong miệng thạch xuyên không đưa tay nhấn ở cổ họng gã một cái, dẫn dắt đan dược rơi vào trong bụng gã. Ây, lông mày thạch xuyên không nhíu chặt lại, mặt lộ vẻ thống khổ, cổ họng phát ra một tiếng rên. Miệng vết thương phía sau truyền đến trận trận âm thanh xì xì, từng sợi hắc sắc sát khí từ đó bốc lên. Hàn lập nhìn một lát, sau đó đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên hắn xem xét một chút thương thế trên cánh tay mình, thấy cũng không đáng ngại liền. Lật tay lấy ra một quả tiên nguyên thạch nắm trong lòng bàn tay, hấp thu tiên linh lực ẩn chứa trong đó. Ở trong phiến khu vực này, không cách nào thông qua thiên địa linh khí hấp thu tiên linh lực khôi phục, cũng chỉ có thể bổ sung như vậy. Thời gian trôi qua như từng giọt nước, sắc trời rất nhanh trở nên tối mờ, chung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù màu xám trắng, sát khí ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu trở nên nồng đậm. Hai mắt Hàn Lập chậm rãi mở ra, ánh mắt liếc nhìn bốn phía một chút, lật tay lấy ra từng khối trận bàn cùng trận kỳ bố trí chung quanh. Sau khi khảm linh thạch vào, một màn sáng bán cầu màu vàng nhà trống rỗng nổi lên, bao phủ hai người bọn hắn vào trong. Hàn lập nhìn Thạch Xuyên không một chút, phát hiện gã vẫn hôn mê như cũ, không có bộ dạng tỉnh lại chút nào, chỉ là chân mày vốn nhíu lại đã hơi giãn ra, tựa hồ không còn thống khổ như lúc trước. Bất quá, miệng vết thương phía sau vẫn lượn lờ khói đen như cũ, không ngừng tiêu tán ra bốn phía. Hàn lập thu hồi ánh mắt, trong lòng có cảm ứng liền nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong màn đêm dày đặc mây đen càng thêm nồng đậm, Giống như vòm trời đè xuống đầu, cảm giác đè nén so với ban ngày càng nhiều hơn một bậc. Chỗ sâu trong mây đen lóe lên một chuỗi quang mang mông lung, thanh lãnh tĩnh mịch, hào quang không sáng lắm, thình lình lại có sáu vòng trăng tròn. Chương 696, kiểm kê. Giữa bầu trời Hàn Lập nhìn thấy sáu vòng trăng tròn đang bị che khuất đằng sau đám mây đen, tâm niệm vừa động, liền đưa tay vào trước ngực lấy ra Trường Thiên Bình, đặt trên mặt đất trước người, chờ ánh trăng chiếu xuống. Nhưng chờ một hồi lâu, bình nhỏ vẫn không có chút phản ứng nào. Hàn Lập thấy vậy, khẽ nhíu mày, rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thu bình nhỏ vào. Mặc dù nơi này có sáu vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, nhưng lại bị tầng mây đen dày đặc che lại, căn bản ánh trăng không thể nào chiếu xuống được, làm cho bình nhỏ thần bí không thể nào tạo ra biến hóa, rồi từ đó ngưng tụ ra lục dịch. Sau khi hắn đeo bình nhỏ vào lại trước ngực, ánh mắt nhìn một vòng chung quanh, rồi nhấc ngón tay giữa cùng ngón trỏ tay phải lên, trên đốt ngón tay lóe lên quang mang đồ án đóa hoa, chợt trước người hắn vô thanh vô tức hiện lên một quang môn cao khoảng một trường. Quang môn màu bạc vừa mới mở ra, liền có tia sáng lấp lánh từ trong đó dọi ra, rồi từ trong đó phun ra một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, so với màu sắc u ám xung quanh lại trái ngược hoàn toàn. Ngay khi Hàn Lập cất bước vào đại môn, thân hình hắn liền hiện ra trước chúc lâu gần hồ Kim Liên. Lúc này, mà Quang đang đứng trước cửa cầu thang lên lầu 2, tựa như đang đợi Hàn Lập đến nói đi, lần này người muốn tìm ta có chuyện gì? Hàn lập lạnh lùng hỏi, Hàn đạo hiếu, sở dĩ ta muốn gặp ngươi là có một việc muốn thương lượng. Ma quang thấy Hàn lập hiện thân, liền cười dạng dỡ tiến gần mấy bước, nói ra. Ý ngươi là muốn rời khỏi động thiên đi ra bên ngoài. Sợ là làm đạo hiếu phải thất vọng rồi, tình hình bên ngoài bây giờ khá phức tạp, tạm thời không phải lúc để ngươi đi lại bên ngoài. Sắc mặt Hàn lập không đổi, thản nhiên nói sợ là lúc này hàn đạo hữu còn không biết mình đang ở chỗ nào à ma quang cười ngượng ngùng rồi nói tiếp lông mày hàn lập cao lại ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ vẻ nghi hoặc gì vậy ra đạo hữu cũng đã đoán được rồi không sai quả thực đây chính là hôi giới ma quang thấy phản ứng hàn lập như vậy liền ngập ngừng rồi nói ra xem ra ma quang đạo hữu có chút quen thuộc hôi giới a à? ánh mắt hàn lập chớp lên hỏi kha kha hàn đạo hữu nói đùa đối với các đại tiên vực Hôi giới vẫn là cấm khu khó bước chân vào được, tin tức có thể lấy được 10 phần có hạn, ai mà dám can đảm tự nhận là hiểu rõ hôi giới chứ. Chẳng qua là năm đó đi theo Mã Lương, biết chút ít tin đồn liên quan tới hôi giới mà thôi. Ma Quang cười ha hả, như không có chuyện gì xảy ra nói. Rốt cuộc Ma Quang đạo hữu muốn nói gì, thời gian của ta cũng không nhiều. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói gì, trái lại hỏi. Hàn đạo hữu một mực bị sát suy chi kiếp khốn nhiếu hiện hành tàu tại địa vực hôi giới này lúc nào cũng chịu sát khí ăn mòn, tất nhiên sẽ không dễ chịu gì, cho nên ta muốn nhờ vào bộ thân thể hôi tiên của ta đi lại bên ngoài, có thể giúp đỡ đạo hữu chia sẻ phần nào phiền toái không cần thiết. Đạo hữu có lòng, nhưng hiện giờ ta còn có thể ứng phó được, không cần đạo hữu phải hao tâm tổn trí, Hàn Lập liền lộ ra vẻ cười đùa, nói. Mà Quang nghe vậy, đang muốn giải thích vài lời, chợt nghe Hàn Lập nói tiếp. Yên tâm, đến thời cơ thích hợp hoặc có chỗ cần đạo hữu hỗ trợ, tự ta sẽ gọi đạo hữu, bây giờ tình hình bên ngoài chưa rõ, đạo hữu hãy ổn thỏa ở lại đây đã. Ngoài ra, nếu đạo hữu có cách trở về tiên giới, thì hãy mau chóng báo cho ta biết. Bị Hàn Lập lấy vài lý do thoái thác, mà Quang cũng không còn cách nào mở miệng xin ra ngoại giới, chỉ có thể nói là gã cũng có không biện pháp nào trở về tiên giới, liền cáo từ trở lại lầu 2. Hàn Lập đưa mắt nhìn thân ảnh Ma Quang rời đi, cũng không vội quay về, mà liếc qua bộ thi thể hôi tiên mà hắn ném vào lầu trúc trước đó, rồi quay người đi vào gian tĩnh thất lầu 1. Tiến vào trong phòng, hắn phất tay bố trí một bộ pháp trận che giấu khí tức, rồi khoanh chân ngồi xuống trên giường. Lúc này Ma Quang đã ngồi trên lầu 2, cảm giác trước đó trở lại bình thường, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, rồi lại nhắm mắt điều tức. Hành trình trong di tích chân ngôn môn trước đó, Hàn Lập thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ mấy bộ công pháp thời gian chân ngôn hóa luân kinh, không những đạt được vòng tay chữ vật nhâm hào cùng công thâu thiên, mà còn lấy được chữ vật của hôi tiên tên là Phương Tấn kia. Lúc này nhàn rỗi hiếm thấy, vừa lúc để kiểm kê lại một chút. Trước tiên hắn lấy ra nhẫn chữ vật màu lam của nhâm hào, luyện hóa một chút, rồi mở nó ra. Ngay sau đó lóe lên một mảnh ánh sáng, một đống nhỏ tiên nguyên thạch óng ánh lấp lóe hiện ra trước người hàn lập, khóe miệng hắn nở nụ cười, đại thủ vung lên, không chút khách khí thu vào trong vòng tay chữ vật của hắn. Tiếp đó, hắn lại lấy bên trong vòng tay chữ vật ra một đống chai lọ, rồi tra xét từng cái, chỉ thấy đan dược đều là tinh tiến tu vi cùng an dưỡng thương thế, ngoại trừ trong đó có một loại đan dược tên là tả long đan dùng cho tu sĩ thái ất trung kỳ, giá trị bên ngoài cực cao, những đan dược còn lại đều rất bình thường. Thế nhưng nói bình thường ở đây, là nói cho gia hỏa hàn lập ăn tiên đan như ăn đậu phộng vậy, những đan dược này đối với kim tiên phổ thông đều là đan dược cao cấp hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một viên, đều muốn tranh nhau vỡ đầu. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, trong nhẫn chữ vật còn có rất nhiều vật liệu thủy thuộc tính, trong đó còn có món đổ giống như hình lân phiến, tựa hồ giống như chiến giáp màu lam mà nhâm hào đã mặc trước đó, có lẽ đây là vật liệu dùng tu bổ chiến giáp. Trong đó có một khối tinh thạch màu thủy lam to bằng đầu người dễ thấy nhất, phía trên sinh ra từng mảnh đường vân sóng biển, bên trong còn ẩn chứa cỗ dao động pháp tắc thủy thuộc tính mạnh mẽ, rõ là một kiện đồ vật pháp tắc thủy thuộc tính. Trừ những thứ đó ra, trong nhẫn chữ vật nhâm hào còn có vài pháp bảo thủy thuộc tính. Phẩm giai cao nhất trong đống pháp bảo hẳn là thanh cự kiếm màu lam cùng món long tương chiến giáp kia, đáng tiếc đều tổn hại hoàn toàn. Thế nhưng, Hàn Lập cũng không phải không có thu hoạch gì, trong những pháp bảo kia, hắn liếc mắt liền thấy viên châu đỏ thấm lớn chừng trái nhãn, phía trên còn khắc rõ chín đoàn đường vân hỏa diễm khác nhau, bất ngờ chính là cửu yên lưu diễm châu mà nhậm hào đã dùng để đánh lén hắn trước đó. Uy lực bảo vật này không tầm thường, nếu Hàn Lập không có tu luyện thời gian công pháp, vốn đã không tránh khỏi rồi. Hàn Lập mừng rỡ liền cầm trên tay, quan sát cẩn thận chốc lát, rồi cẩn thận thu vào, thầm nghĩ mai sau sẽ tế luyện sơ qua, cũng có thể dùng làm ám khi đối phó đối thủ. Sau khi kiểm kê xong vòng tay chữ vật nhậm hào, Hàn Lập lại lấy ra vòng tay chữ vật màu đỏ của công thâu thiên. Kèm theo một mảnh ánh sáng đỏ lóe lên, trên mặt đất trước đó Hàn Lập đã kiểm kê xong thu vào đã không còn gì, vậy mà lại trở nên đầy áp. Tiên nguyên thạch trồng chất như ngọn núi nhỏ, số lượng nhiều làm cho Hàn Lập không nói nên lời, không thể ít hơn những thứ mà hắn lấy được từ trên người công thâu cửu năm đó, trong đó càng có hơn 20 viên tinh thạch dao động linh lực mạnh mẽ, bất ngờ đều là tiên nguyên thạch trung phẩm. Hàn lập gật đầu nhẹ, thầm nghĩ lần này túi tiền từ trống không lại trở nên dày hơn rồi. Hắn thu tiên nguyên thạch trung phẩm vào, còn tiên nguyên thạch trước đó thì thu vào một chỗ, rồi lại tiếp tục xem xét. Công thâu thiên có không ít bình lọ, đều là đan dược thái ất cảnh. Hiện giờ phương diện tạo nghệ luyện đan hàn lập đã không thấp, đặc biệt trước đó hắn đạt không ít đan dược cấp bậc thái ất, cho nên đối với công dụng đại đa số đan dược này đều có thể phân biệt được chỉ có số ít là hắn nhận không ra những đan dược cấp bậc thái ất này trước mắt thì có chút hơi cao đối với hắn miễn cưỡng phục dụng cũng không phải không được chỉ là hơn phân nữa dược lực nhất định sẽ lãng phí hơn nữa đạo lý hăng quá hóa giờ hắn cũng hiểu rõ ngược lại chờ một khi hắn đột phá lên cảnh giới thái ất trong thời gian ngắn không cần phải lo thiếu đan dược nữa rồi ngoại trừ những thứ này trong vòng tay chữ vật công thâu thiên còn có không ít ngọc giản cùng điển tịch Phần lớn là công pháp tu luyện hỏa thuộc tính của lão và một số bí thuật liên quan, ngoài ra còn có mấy tấm nhìn như là địa đồ tiên vực. Hàn Lập thoáng xem xét một hồi, chợt phát hiện công pháp chủ tu lão tên là Đại Viêm Phần Thiên Quyết, là một bộ công pháp cao cấp có thể tu luyện ra lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính, ở trong còn sen lẫn rất nhiều tâm đắc tu luyện của lão, trái lại 10 phần chân quý. Về phần những loại bí thuật khác thì cũng quá mức bề bộn, đều cần dùng lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính để vận hành thi triển, Hàn Lập cũng không có bao nhiêu hứng thú chỉ xem xét qua loa rồi ném qua một bên. Còn những ngọc giản địa đồ kia, ngược lại làm cho Hàn Lập có vài phần bất ngờ, nhìn kỹ lại phát hiện trong đó không chỉ có địa đồ Bắc Hàn tiên vực cùng tứ minh tiên khu và mấy đại tiên vực khác, vậy mà còn có phong hòa tiên vực, kim nguyên tiên vực cùng một phần địa đồ trung thổ tiên vực, tuy là có chút không tường tận, nhưng lại có thể giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái. Sau khi Hàn Lập thu lại những tấm địa đồ này, ánh mắt liếc qua, nhìn vào mấy món quen thuộc, theo thứ tự là một mâm tròn điêu khắc màu vàng, một lệnh bài màu vàng và một cái la bàn màu trắng. Lệnh bài màu vàng kia là tiên lệnh của giám sát công thâu thiên, mâm tròn màu vàng là bảo vật liên lạc lẫn nhau của giám sát tiên sứ bọn họ, còn la bàn màu trắng là vật cảm ứng khí tức luyện thần thuật. Hiện giờ thân ở trong hôi giới, hắn cũng không lo sẽ bị người thiên đình phát hiện, cũng không nóng lòng tiêu hủy nó, trái lại thu nó vào. Trên người công thâu thiên cũng không mang nhiều linh tài, trong đó có một gốc kim tu thập diệp hoa, ngay khi mở hộp bạch ngọc phong ấn nó, vậy mà có từng sợi kim tuyến tỏa ra, trong đó ẩn chứa hào quang tựa như ánh mặt trời ấm áp vậy, làm cho người cảm thấy mười phần thư thái vô cùng. Nếu vật này mà trồng ở trong linh dược viên, chắc chắn sẽ có lợi cho sinh trưởng tiên linh thảo khác. Hàn Lập nghĩ đến đây, liền mang những linh hoa dị thảo mà hắn thu thập thật nhiều ở trong chân ngôn môn lúc trước, quy về một chỗ. Sau khi thu lại, ánh mắt của hắn rơi vào hộp bạc hình tròn to chừng một bàn tay, chỉ thấy mặt ngoài chạm khắc đủ loại hoa văn phức tạp, mười phần tỉ mỹ tinh xảo, hai bên đóng lại, phía trên còn dán một tấm phù lục kim chất nhỏ bé, phong cấm nghiêm mật, không lộ chút khí tức nào ra ngoài cả. Hàn Lập cẩn thận quan sát tấm phù lục làm bằng kim chất này, phát hiện đây là tấm cấm hỏa thông viêm phù phẩm chất cực cao, thông thường được dùng để niêm phong bảo tồn một vài thiên địa dị hỏa uy lực cực mạnh. Từ đó có thể đoán, vật cất giấu trong hộp bạc hình cầu này ắt hẳn không phải là phàm vật. Chương 697, nuốt đan xa. Hàn Lập nhìn qua hộp bạc hình tròn cùng kim chất phù trên đó, mặt lộ vẻ do dự sau một lúc lâu hắn đột nhiên khoát tay một hơi đánh ra mấy đạo pháp quyết cởi bỏ phù lục cấm chế xé nó xuống xoạch một tiếng nhỏ vang lên hộp bạc vừa mở ra lập tức một cỗ sóng nhiệt từ trong hộp mãnh liệt tuôn ra lan tràn ra bốn phương tám hướng nhiệt độ căn phòng cũng theo đó tăng lên cao Hàn lập tập trung nhìn vào phát hiện trong hộp bạc có ba viên châu to bằng hạt long nhãn xếp theo hình tam giác màu sắc theo thứ tự là xích cam tím những viên này này chẳng lẽ là thất thải hỏa đan sa Ánh mắt Hàn Lập hơi chấp động, cảm thấy nghi hoặc, nhất thời cũng không đưa ra kết luận được. Dù sao trong sách cổ có ghi chép, thất thải hỏa đan sa bao gồm 7 màu, theo thứ tự là đỏ thấm đa cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, là vật thuộc tính hỏa pháp tắc cực kỳ hiếm thấy, uy lực của nó càng mạnh hơn một bậc so với thiên địa dị hỏa, là vật thiên địa chân chính. Hơn nữa vật ấy trời sinh đất nuôi, ra đời ở chỗ cao mấy vạn trượng trên hư không cửu thiên, cũng có khả năng mọc ở thâm cốc cửu u sâu dưới lòng đất, không hề có tung tích nên con người không thể nào tìm ra luyện chế được, có thể so với huyền thiên tri vật thiên địa dị bảo. Những viên châu trước mắt chỉ có ba khối, mà ngoại trừ sóng nhiệt phóng thích ra ngoài khiến người hít thở không thông, còn lại cũng chưa thấy chỗ đặc dị nào khác, cho nên hắn cũng không dám chắc. Ngay khi Hàn Lập lo lắng muốn thăm dò như thế nào, thì trên đầu vai sáng lên ngân quang, ngân diễm tiểu nhân thò đầu ra nhìn, sau đó hiển hiện ra phóng tới, chạy thục mang về phía những viên châu trong hộp bạc, vây quanh nó, một bộ dạng vui sướng vô cùng như thế nào, người muốn ăn cái này? Hàn lập hơi ngẩn ra, hỏi. Ngân diễm tiểu nhân xoay người, tỏ vẻ vui sướng hoa tay múa chân với hắn một hồi, tựa hồ sợ hàn lập không rõ, lại gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn ba viên châu kia, giống như sợ trong trước mắt viên châu liền biến mất không thấy. Kỳ thật cho người ăn cũng không vấn đề, nhưng tình trạng vật ấy không rõ. Như vậy đi, người chỉ có thể ăn trước một viên, nếu không có việc gì, ta sẽ cho người ăn thêm hai quả còn lại. Tâm niệm hàn lập vừa động, âm thầm suy nghĩ một lát, rồi nói như thế. Ngân diễm tiểu nhân nghe vậy, trên mặt mừng rỡ như nở hoa, lại nhìn hàn lập trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía hộp bạc. Nó đi tới đi lui quanh hộp bạc, dường như đang do dự nên ăn viên nào trước, cầm lên bỏ xuống các viên châu không theo quy tắc nào. Hàn lập thấy thế cảm thấy có chút buồn cười, cũng không có thúc giục, chẳng qua là đặt hộp bạc trên mặt đất, quay người đi thăm dò những vật khác. Nếu là kim đồng, hắn tự nhiên sẽ không yên tâm, tên đó hơn phân nửa là muốn một hơi nuốt toàn bộ vào bụng rồi, nhưng tinh viêm hỏa điều lại rất nghe lời hắn, cho nên không cần dư hơi lo lắng. Hỏa giao đại kiếm cùng 10 mặt hỏa phiên của công thâu thiên đều bị hắn thu vào vòng tay chữ vật của mình, trong vòng tay chữ vật của gã còn có 7-8 kiện pháp bảo, bất quá đại đa số đều là tiên khí không có phẩm cấp. Chỉ có một kiện kim sắc linh đang chạm rỗng lại là một kiện cửu phẩm tiên khí, ở phía trên còn ẩn chứa một ít thời gian pháp tắc chi lực. Sau khi hàn lập luyện hóa nó, tham dò liền phát hiện lúc vật ấy chấn động trên linh đang có đạo đạo gợn sóng kim sắc nhộn nhạo ra nếu người bị quét chúng thần thức sẽ rơi vào ngưng trệ nếu tu vi thấp hơn thái ất sơ kỳ hoặc là thần thức không đủ mạnh thì bị cấm khóa lại căn bản không thể nhúc nhích được bất quá vật ấy có ảnh hưởng rất yếu đối với người tu luyện công pháp thời gian hoặc tu sĩ thái ất trung kỳ trở lên đó là lý do vì sao lúc trước công thâu thiên dùng nó đối phó hàn lập lại vô dụng như vậy hàn lập phân loại những pháp bảo này rồi thu lại tất cả sau đó lại nhìn tinh viêm hỏa điều phát hiện một tay nó cầm viên châu đỏ thấm, một tay khác cầm viên châu màu cam, ánh mắt thì lại nhìn viên châu màu tím, vẫn chưa quyết định chọn viên nào. Hắn cười khổ một tiếng, thủ trưởng lật ngược, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một phù lục màu trắng. Vật này là hắn lấy được từ đỉnh đầu công thâu thiên, lúc trước đã cảm thấy ở phía trên tản mát ra chấn động khí thức kỳ lạ, có chút cùng loại vói thần hồn chi lực, lúc này luyện hóa rồi xem xét. Hắn kinh hỉ phát hiện rõ ràng là một kiện bát phẩm tiên khí dùng để phòng ngự thần thức công kích. Lúc trước công thâu thiên có thể ngăn thần niệm tù lung của hắn công kích, chính là dựa vào vật này. Bất quá, dùng tu vi của hắn cũng không phát huy ra uy lực chân chính của bảo vật này, bởi vì bảo vật này có một đặc tính là dựa vào thần thức lực thúc dục người sử dụng có thần thức càng cường đại, uy năng bảo vật này lại càng lớn. Hàn lập cầm phù lục màu trắng này điểm lên mi tâm của mình, một đạo bạch quang lướt qua, phù lục liền sáp nhập vào trong thức hải hắn, hóa thành một ngọn núi màu tuyết trắng đứng lặng chính giữa. Ở phía trên lóe ra đạo đạo phù văn một minh một ám, chính giữa lại có một chuỗi chữ kim triện văn. Ngự phong chấn thần phù, sau đó trong nội tâm hàn lập hơi động một chút, nơi lòng bàn tay lóe ra kim quang, một kim sắc viên luân lơ lửng trong lòng bàn tay. Vật ấy vừa ra, một cỗ chấn động thời gian pháp tác mãnh liệt lập tức nhộn nhạo trong tĩnh thất, ngân diễm tiểu nhân vốn đang xoắn suýt lựa chọn viên châu nào, liền quay đầu nhìn sang hướng hàn lập. Bất quá nhìn chốc lát, nó liền quay người lại tiếp tục lựa chọn viên châu bàn tay hàn lập vuốt nhẹ trên viên luân kim sắc phát hiện ở phía trên minh khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn kim châm cắm ở chính giữa vẫn đang chuyển động cứ chuyển động qua một vòng thì mặt ngoài viên luân liền có một tầng kim sắc lưu quang chảy xuôi qua trong lòng của hắn khẽ động liền thử luyện hóa nó sau khi thử một lần lại kinh ngạc phát hiện vật ấy vậy mà không thể luyện hóa được tại sao lại như vậy chẳng lẽ là vì phẩm cấp bảo vật này rất cao khẩu quyết luyện hóa bình thường sẽ không có hiệu quả còn đang nghi hoặc Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngân diễm tiểu nhân đang nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời kiệt lực gào rú, hai mắt hai lỗ tai cùng trong mũi miệng vậy mà có mút trời ánh sáng màu đỏ xuyên suốt phóng ra, làm cho pháp trận mà hắn bố trí để che giấu bị trùng kích rung động kịch liệt. Hàn Lập khẽ vẫy tay, hộp bạc trên mặt đất bay vút về trên tay hắn, ba viên châu bên trong chỉ còn lại hai viên màu cam và tím, viên màu đỏ thắm hiển nhiên đã bị tinh viêm hỏa điều nuốt vào bụng rồi sau khi hắn thu hồi hộp bạc, chợt nghe oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến, dẫn tới hư không chung quanh chấn động mạnh một cái, nhưng lại bị pháp trận bố trí ngăn cản lại. Theo tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy lúc này ngân diễm tiểu nhân ngã chỏng vó trên mặt đất, hai tay hai chân đưa lên trời, ánh sáng màu đỏ trên người cuồn cuộn một hồi, toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến lớn lên lấy mắt thường có thể thấy được, một lần nữa biến thành trạng thái hỏa điểu. Trên người nó dường như khoác một tầng áo xích hỏa, ngọn lửa bạc cùng xích diễm giao thoa, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, chính giữa truyền ra từng trận nóng rực làm hàn lập kinh hãi không thôi. Phanh, phanh phanh phanh, nương theo đó từng đợt âm thanh lạ truyền đến, pháp trận do hàn lập bố trí nổ đùng không ngừng, triệt để tán loạn ra, toàn bộ lầu trúc đung đưa kịch liệt. Ma quang đang ở lầu hai trúc lâu bị cỗ sóng nhiệt này chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, từ mặt đất đứng lên, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thân hình bay ra trúc lầu, chủ động né tránh cổ hỏa lực sáng rực này. Vách tường cùng mặt đất trong tĩnh thất bị từng trận hỏa diễm thiêu đốt, màu sắc bên ngoài nhanh chóng trở nên khô héo, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi luồng sóng nhiệt này. Trong nội tâm hàn lập cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực, hóa thành tầng tầng màn sáng màu xanh, cứng rắn đè ép hỏa lực từ trên người tinh viêm hỏa điểu phóng xuất ra. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh, toàn bộ rừng trúc nhao nhao lay động, mảng lớn lá trúc không ngừng rơi xuống. Nương theo đó, từng sợi linh khí trong rừng trúc từ trong bộ rễ dưới mặt đất không ngừng tuôn đến trúc lầu bên này, tường trúc trong lầu bị nhiệt lực cháy trở nên khô héo bắt đầu một lần nữa trở nên trơn bóng. Trong hồ nước trước trúc lâu, sóng nước bốc lên như bị đun sôi, tất cả kim liên chập chờn không thôi, quang mang dạng dỡ, từ trong tràn ra đại lượng linh vụ màu trắng, bao bốn phía trúc lâu lại. Khói khí mờ mịt, mông lung mờ ảo, từ xa nhìn lại giống như là tiên cảnh. Giải đạo nhân đang ở trúc lâu mới xây chỗ linh dược viên bên kia cũng đang tính tu tỉnh lại, đứng ở phía trên mái nhà nhìn sang bên này. Bên trong trúc lâu, trên người tinh viêm hỏa điều quấn quanh xích diếm cùng ngọn lửa màu bạc, sau đó màu đỏ dần dần thu liếm, dung hợp lại, chấn động hỏa lực truyền ra cũng không ngừng yếu bớt. Hàn lập thấy thế, mới thoáng yên tâm vài phần, lại bắt đầu bố trí cấm chế xung quanh. Không biết qua bao lâu, hai màu hỏa diếm trên người tinh viêm hỏa điều đều thu liếm, hóa thành một quả cầu ngân sắc có thêm xích văn, lẳng lặng lơ lửng giữa hư không. Hàn lập nhìn viên cầu trên không không ngừng lóe lên hỏa văn đỏ thấm, trong nội tâm vui vẻ. Lần này đúng là bản thân nhặt được bảo rồi, ba viên châu kia hơn phân nửa chính là thất thải hỏa đan xa trong truyền thuyết rồi. Bất quá, nhìn tình trạng tinh viêm hỏa điều lúc này, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất định không thể nào tỉnh lại. Hắn cũng đã truyền âm báo cho ma quang sớm rời chúc lầu chạy đến linh dược viên bên kia quay lại. Hàn đạo Hữu lúc trước cổ hỏa lực cường đại kia là. Bên ngoài chúc lâu, giải đạo nhân lên tiếng chào hỏi. Là do tinh viêm hỏa điều cắn nuốt một quả thất thải hỏa đan xa hàn lập không có dấu diếm nói thẳng đúng là bảo vật này trách không được làm ra động tĩnh lớn như vậy giải đạo nhân nghe vậy có chút kinh ngạc nói giải đạo hữu nơi này có một ít chữ vật pháp khí ta tạm thời không có thời gian để kiểm tra làm phiền ngươi thay ta kiểm kê một chút bên trong ngoại trừ những vật chứa thời gian pháp tắc nếu có vật ngươi có thể dùng cứ lấy mà xài không cần thương lượng cùng ta hàn lập cười cười nói ra tốt cứ giao cho ta xử lý giải đạo nhân gật đầu nhẹ nói ra Hàn lập lập tức vung tay lên, một đống lớn vòng tay chữ vật cùng nhẫn chữ vật xuất hiện trước người giải đạo nhân. Dù thần sắc giải đạo nhân hiếm khi biến hóa, nhưng thấy một màn như vậy đuôi lông mày không khỏi trao lên, lộ ra thập phần ngoài ý muốn. Trong nội tâm Hàn lập cười một tiếng, cáo từ rồi đi tới linh dược viên, gieo trồng những linh dược đã được phân loại kia xuống. Sau đó, hắn chọn lấy một chỗ đất trống, gieo trồng khỏa lưỡng sinh thụ tàn phế kia xuống, lại điều phối linh dịch đổ vào trên đó. Tuy trong lòng biết khả năng phục sinh cây này không lớn, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể dùng lục dịch tiểu bình làm được như vậy mà thôi. Bởi vì lo lắng ngoài bí cảnh xảy ra biến cố, Hàn Lập cũng không dám dừng lại lâu hơn, lập tức phát tay gọi cánh cổng ánh sáng màu bạc đến trước người, xảy bước ra khỏi động thiên hoa chi. chương 698 ước định, thời gian thoáng một cái đã qua 7 ngày 7 đêm hắn khoanh chân ngồi chờ bên bãi đá trong lúc chờ đợi thì hắn phát hiện chỗ này cho dù ban ngày hay đêm thì trên bầu trời thủy chung mây đen vẫn ép thấp xuống đất vào ban ngày trên bầu trời có ba vầng mặt trời treo trên không trung còn ban đêm thì lại có sáu vầng trăng xếp thành một đường hơn nữa bất kể khi nào sáu vầng trăng cũng luôn tròn trịa chưa bao giờ biến thành trăng khuyết cả nhưng bất kể thế nào mây đen trên màn trời vẫn không tản đi hết hắn cũng không có cách nào dùng bình nhỏ ngưng tụ ra lục dịch cả thỉnh thoảng vào ban đêm Sâu trong mây đen còn vang lên từng đợt sấm rền liên tục, khiến cho hắn tưởng là có hung thú gì đó đang ẩn nấp, liền ngưng thần đề phòng, kết quả lại là gió êm biển lặng, không phát sinh gì cả. Vào sáng sớm hôm nay, mặt đất dâng lên cỗ sương mù nồng đậm, khiến cho sát khí bốn phía trở nên càng thêm dày đặc. Trong lúc Hàn Lập nhắm mắt điều tức, chợt hắn nghe một tiếng ho nhẹ, hắn liền từ từ mở mắt ra nhìn qua, chỉ thấy Thạch Xuyên không đã tỉnh lại rồi. Y chống đỡ thân thể ngồi dậy, rồi dương mắt nhìn Hàn Lập sau đó không nhanh không chậm kiểm tra pháp khí chữ vật trên người trong mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc liền hỏi một câu có chút không đầu không đuôi vì cái gì vì cái gì mà cứu ngươi hay là vì cái gì mà không giết ngươi sắc mặt hàn lập không đổi hỏi ngược lại thạch xuyên không nghe vậy vuốt vào ấn đường mấy cái ký ức mới dần dần khôi phục lại hoàn toàn rồi mở miệng nói lúc trước mới tới đây ta đã bị một thứ gì đó không rõ là yêu thú hay là cái gì đó tập kích là ngươi đã cứu ta sao cũng không phải là yêu thú hay thứ gì tập kích cả, mà chỉ là khu vực sinh trưởng đặc thù mà thôi." Hàn Lập chỉ nói qua loa, "Nơi này là chỗ nào vậy?" Thạch Xuyên không ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, "Nếu ta đoán không sai, chúng ta bị lốc xoáy không gian trong di tích chân môn môn nuốt vào, đã tới Hôi giới rồi." Giọng Hàn Lập bình tĩnh nói ra, tuy là hắn đã đoán ra trước đó, rồi từ trong miệng ma quang đạt được manh mối, nhưng hắn cũng không chắc có phải đây là Hôi giới hay không nhưng lúc này hắn đã quan sát qua mọi thứ trong một khoảng thời gian kết hợp với những gì hắn biết về hôi giới trước đó cũng đủ để hắn nhận định được cái gì ngươi nói chúng ta đã đến hôi giới thạch xuyên không có chút không tin được hỏi vừa dứt lời y vội tra xét tình hình xung quanh sắc mặt thay đổi liên tục sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại nghĩ không ra vậy mà lại đến hôi giới theo cách này thạch xuyên không cười khổ nói ra trước đó người bị sát khí nơi này xâm nhập ta đã dùng túc sát đan thanh trừ một phần, hiện giờ cơ thể ngươi vẫn còn sót không ít độc tố chưa rõ. bây giờ ngươi đã tỉnh lại, vậy thì tự mình nghĩ cách đối phó đi. Hàn lập chậm rãi nói ra, túc sát đan, vì sao ngươi lại dùng nó để cứu ta chứ? trong mắt của ta, quái vật kia giết ta, hay là chính ngươi ra tay giết người đoạt bảo thì lại hợp lý hơn. Thạch xuyên không nhìn Hàn lập, hỏi, nếu ta đoán không sai, ngươi không hẳn là ma tộc bình thường, mà là có nguồn gốc sâu xa với Quảng Nguyên Trai a. Hàn Lập hỏi ngược, ngươi vì thân phận của ta mới cứu ta sao? Lệ đạo hiếu, không phải ngươi cũng là loại người này chứ? Thạch Xuyên không nghe vậy liền sững sờ, rồi cười nhạo một tiếng nói ra. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, hiện giờ ngươi đang thiếu ta một mạng. Đợi sau khi trở lại tiên giới, ta muốn ngươi vận dụng thật nhiều tài nguyên của Quảng Nguyên Trai, giúp ta tìm kiếm một người. Việc này đối với ngươi cũng không khó gì lắm. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói ra. Thạch Xuyên không nhìn chằm chằm vào hai mắt Hàn Lập, chỉ thấy sắc mặt hắn thản nhiên, không giống giả bộ, liền có chút nghi ngờ. Thật là ngươi chỉ vì chuyện này hay sao? Y có chút không tin tưởng, hỏi lại. Hiện giờ nói nhiều cũng vô dụng, đợi trở lại thiên vực ngươi sẽ biết. Quả nguyên trai làm ăn lớn, tin là hai chữ uy tín ngươi còn coi trọng hơn cả ta nữa. Hàn lập nhíu mày nhìn Thạch Xuyên không, hỏi. Chuyện tìm người ta có thể đáp ứng ngươi, thậm chí sau này ngươi gặp nạn, ta sẽ ra sức giúp ngươi một lần. Lúc này Thạch Xuyên không mới tin lời nói Hàn Lập, gật đầu nói có điều kiện gì không lông mày hàn lập nhíu lại hỏi không có bất kỳ điều kiện gì nếu không thì mạng thạch xuyên không của ta cũng không đáng tiền khóe miệng thạch xuyên không khẽ nhếch lộ ra vẻ cười đùa mở miệng nói ra ngươi hãy tính dưỡng mấy ngày đi chờ thương thế phục hồi như cũ chúng ta liền rời khỏi chỗ này trước hết phải biết chúng ta hiện đang ở chỗ nào đã rồi lại nghĩ cách trở về tiên giới hàn lập nói xong liền nhắm hai mắt mình lại thạch xuyên không cũng không nói gì nữa chỉ nhìn hàn lập thật sâu vẫn không cách nào nhìn thấu người trước mắt này được, lập tức lắc đầu, lật tay lấy ra một viên đan dược, sau đó uống vào rồi khoanh chân nhắm mắt, lặng yên điều tức. Trải qua mấy ngày như vậy, hai người tìm được một phương hướng, rồi cùng nhau điều khiển Bích Ngọc Phi xa rời khỏi bãi đá này bay về hướng đó. Đã bay được mấy ngày, chung quanh vẫn là một mảnh đen trắng như trước, địa hình phía dưới cũng hầu như không có nhiều thay đổi. Hàn Lập đứng trước mũi Phi xa, nhìn cảnh vật hai bên đang lướt nhanh qua, ánh mắt lấp lóe mặc dù nơi này màu sắc đơn điệu nhưng cũng không thật sự hoang vu trên mặt đất sinh sống không ít thực vật có một số côn trùng cùng tiểu thú thậm chí còn có dị thú hơi nhỏ bé những dị thú này sống trong hoàn cảnh tràn ngập sát khí cũng không bị ảnh hưởng gì cả trái lại lại giống như sinh linh sinh sống trong thiên địa linh khí ở tiên giới xem ra nơi này quả thật là hôi giới rồi tuy vậy có chút phiền toái thạch xuyên không nhíu mày có chút bận tâm nói ra thạch đạo hữu có gì xin chỉ giáo cho Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không, hỏi, tuy ta chưa từng tới hồi giới, nhưng cũng nghe là có không ít thế lực trong giới này, thù địch với tu sĩ tiên giới các người cùng ma tộc bọn ta, một khi bị họ phát hiện thân phận, chúng ta gặp phiền toái cũng không nhỏ à. Thạch Xuyên không ngưng trọng nói ra, chuyện này ta cũng có nghe qua, nói như vậy, chúng ta phải che giấu kỹ một chút rồi. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm, trong tay liền bấm niệm pháp quyết, rồi bất ngờ dẫm chân xuống phi xa một cái. Một cô ánh sáng màu đen từ người hắn tuôn ra, Mau chóng phủ toàn bộ phi xa vào bên trong. Trong miệng Hàn Lập nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Từng tia sáng màu đen lao ra, rồi quấn quanh trên phi xa, thỉnh thoảng có vài điểm phù văn màu đen từ người hắn bay ra, rồi dung nhập vào trong phi xa. Màu sắc xanh biếc của phi xa mau chóng biến thành màu xám đen, ánh sáng màu xanh mặt ngoài cũng thay đổi thành từng đạo hắc quang, càng tản ra từng đợt dao động sát khí. Nghĩ không ra trên phương diện luyện khí lệ đạo hữu cũng có tạo nghệ cao như thế, chỉ trong chốt lát đã làm chiếc phi xa thay đổi hoàn toàn. Thạch Xuyên không tán thán nói, bất quá chỉ ngụy trang một chút mà thôi, biến đổi phi xa còn dễ, nhưng người muốn thay đổi khí tức trên người thì tương đối khó à. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không, nói ra, lúc này sát khí quấn thân hắn, còn hơn cả ma quang, muốn ngụy trang thành hôi tiên cũng rất dễ dàng, chủ yếu là Thạch Xuyên không có thế làm được hay không. Lệ đạo hữu không cần phải lo cho tại hạ, ta tự có cách. Thạch xuyên không cười nhạt một tiếng, nói ra. Hàn lập nghe vậy gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, liền điều khiển phi xa tiếp tục bay tới. Thạch xuyên không cúi đầu trầm ngâm, một lúc sau trượt phung tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng trắng, hiện ra một hạt châu màu trắng lớn chừng ngón cái. Tay y bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái vào hạt châu màu trắng. Hạt châu lập tức phát ra từng đạo bạch quang, trong hạt châu hiện ra một vòng xoáy màu trắng, mau chóng xoay chuyển sát khí trong không khí xung quanh liền cuồn cuộn tụ lại, vòng xoáy màu trắng trong hạt châu rất nhanh đã biến thành màu xám, tản ra hào quang cũng biến thành hôi mang. Hàn lập nhìn thấy màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, liếc nhìn viên châu kia, rồi rất nhanh rời ánh mắt đi, lại tiếp tục tập trung điều khiển phi xa. Bay được gần nửa ngày, địa hình phía dưới rốt cục cũng đã thay đổi, mặt đất trở nên bằng phẳng, trên đất còn mọc mảnh lúa mạch non cao bằng người, nhìn tựa như là một vùng thảo nguyên vậy. Gió thổi qua thảo nguyên, thực vật màu xám theo gió lay động, nhìn như sóng biển dâng trào, có chút hùng tráng. Lại bay về phía trước thêm đoạn thời gian, đuôi lông mày hắn khẽ động, liền vẫy tay bấm niệm pháp quyết, phi xa lập tức ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về bên trái phía trước, Thạch Xuyên không cũng nhìn theo. Cách hắn ước chừng hơn nhìn dặm, có một đội ngũ thật dài đang đi tới, nhất là phía trước mười mấy chiếc xe lớn có cửa thú nhìn như con tê giác đang kéo xe. Xung quanh xe ngựa có từng thân ảnh cao lớn, có chừng ba bốn ngàn người. Những thân ảnh này nửa thân dưới là hình người, còn đầu lại là thằn lằn, trên da lộ đầy lân giáp màu xám. Đội ngũ phía sau thì lại lùa một bầy dị thú nhìn giống như con nai màu xám vậy, trên đầu mọc hai sừng hưu giống như san hô, mơ hồ lóe óng ánh, số lượng khoảng vạn đầu đang bị bọn họ lùa tiến lên từ từ. Đội ngũ này nhìn rất giống những dân du mục di chuyển đến bãi cỏ khác vậy. Những thích dịch nhân này rõ là sinh vật có trí khôn, khí tức cũng có chút cường đại, thậm chí có một gã đạt đến cảnh giới đại thừa, Sát khí phát ra từ thể nội cũng rất mãnh liệt. Hai người Hàn Lập nhìn nhau, trong mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cục cũng có thể nắm rõ tình hình chỗ này, Hàn Lập lật tay thu hồi phi xa, bên ngoài thân lấp lóe ánh sáng màu xám, trong cơ thể tuôn ra mảnh lớn xương mù, trong nháy mắt khí tức cả người thay đổi, tản ra sát khí cuồn cuộn, hai mắt cũng biến thành một mảnh xương mù màu xám. Thạch Xuyên không nhìn thấy Hàn Lập trong khoảnh khắc đã biến thành người khác, giống như đúc với khí tức mấy tên hôi tiên xuất hiện trong di tích chân ngôn môn lúc trước. Trong lòng thầm chấn kinh, tuy vậy y cũng lật tay lấy ra hạt châu kia, rồi há miệng nuốt vào. Chỉ thấy từng đạo khí màu xám từ trong cơ thể y tuôn ra, làm cả người cũng thay đổi theo, tản ra một cảm giác lạnh lẽo, hai mắt cũng biến thành màu xám. Tuy Thạch Xuyên không biến hóa không hoàn mỹ bằng Hàn Lập, nhưng cũng bắt trước được 6 7 phần. Hai người bọn hắn biến hóa xong, đang muốn bay nhanh tới, bất ngờ phía trước vang lên từng trận ù ù. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ, Hàn Lập nhíu mày lại, Khẽ cười nói, chưa dứt lời, thân hình hắn đã lao tới, lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Thạch Xuyên không cũng có chút sáng lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, theo sát sau lưng Hàn Lập, phá không lao về phía trước. Đội ngũ tích dịch nhân lúc này bỗng nhiên đại loạn, nguyên nhân náo động là do bảy con quái điểu màu xám từ trong sâu thảo nguyên bay tới. Thân hình những con chim này vượt quá 10 trượng, ngoại hình to như con rơi, không có lông vũ, đầu thì như đầu rồng, răng trong miệng sen kẽ như chiếc lược, lấp lóe từng đợt hàn quang chi dưới thì mọc ra một đôi lợi chảo màu đen, dài chừng vài thước, nhìn giống như cây lợi kiếm màu đen vậy, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Trên mặt mấy đầu quái điểu màu xám lộ ra vẻ hưng phấn, trong miệng phát ra tiếng cà cà quái dị, rồi nhao nhao vươn song chảo, vồ xuống bảy hưu phía sau đội ngũ. chương 699, Bộ Lạc, Đáng Chết, Xuất Sinh, Người dám một tiếng quát tháo từ đội ngũ phía trước truyền ra, từ đó lao ra một bóng người màu xám, đúng là một tên tích dịch nhân thân hình người này cao lớn, hơn xa những người khác, cái đầu của gã tròn vo, ngũ quan có chút đẹp đẽ, nhìn khá giống hình người, chỉ là trên mặt hiện đầy lân phiến, phát ra khí tức khổng lồ thẳng đến cảnh giới đại thừa. Gã vung tay lên, liền lóe lên ánh sáng màu xám chói mắt, từ đó lao ra một thanh cốt kiếm màu xám, sau đó phá không lao như cầu vồng đâm tới một con quái điểu màu xám. Quái điểu màu xám kia giật mình, liền vỗ cánh tránh né, nhưng lại không thể né tránh được, thế là trên bụng bị vạch một vết thương thật dài, từ đó phun ra luồng máu màu xám, trong miệng kêu khàn khàn thảm thiết. Siêu siêu siêu, trong những xe lớn khác cũng lao ra ba bóng người, đều phát ra khí thức hợp thể kỳ, rồi tế ra đủ loại pháp bảo làm bằng xương, đánh về phía mấy con quái điểu màu xám khác phía trước. Trong miệng những quái điểu màu xám phát ra tiếng kêu hung hãn thật lớn, rồi há to miệng phun ra từng đạo phong nhận màu xám, đánh về phía những tích dịch nhân kia, còn lợi chảo màu đen dưới người phát ra hắc quang lóa mắt, trực tiếp chụp vào những pháp bảo làm bằng xương kia song phương rất nhanh lao vào chém giết nhau, vang lên tiếng phong nhận vù vù. Bộ lạc phía dưới hỗn loạn lần nữa, những con sừng hươu màu xám kia hoảng sợ vô cùng chạy tứ tán, trái lại tích dịch tộc nhân thì tự mình đuổi theo chúng, khó khăn lắm mới mang bảy hươu rời xa chiến trường. Giữa không chung, giao phong càng thêm kịch liệt, một bên tích dịch tộc đã từ từ rời vào thế hạ phong. Số lượng quái điểu màu xám khá nhiều, thực lực phần lớn là hợp thể kỳ, tên cầm đầu đại thừa kỳ tích dịch tộc kia mặc dù lợi hại, nhưng lúc này bị ba con quái điểu màu xám cuốn lấy, đã không cách nào phân thân. Còn ba tên tộc nhân tích dịch khác đối mặt với bốn con quái điểu màu xám khác, cũng đã rơi vào thế hạ phong, nếu không nhờ một tên tích dịch tộc trong tay có một tấm cốt thuẫn màu xám rất là thần diệu, đã đỡ phân nữa công kích cả bốn con quái điểu, nếu không trong ba người đã sớm có người thụ thương. Tuy vậy, một lúc sau, ba tên tộc nhân tích dịch dựa lưng vào nhau, thở hồng hộc, bộ dáng cũng không thể nào kiên trì được lâu. Tộc trưởng, tình hình không ổn rồi. Tích dịch tộc nhân cầm cốt thuẫn đẩy mạnh cái móng vuốt nhọn hoắc của quái điểu ra, thân thể lung lay một chút, rồi lo lắng hô một tiếng về phía tích dịch tộc nhân đại thừa kỳ. Trong mắt tộc trưởng tích dịch nhân lộ vẻ lo lắng vô cùng, gã làm sao lại không biết tình cảnh ba tên tộc nhân chứ, nhưng ba con quái điểu màu xám này liên thủ, thực lực cũng không yếu so với gã, căn bản là không thể bước ra trợ giúp ba người kia được. a à, một tiếng hết thảm truyền đến, một tên tích dịch tộc nhất thời sơ sẩy, đã bị một cái móng vuốt nhọn hoắc màu đen vồ chúng, trên người liền bị cắt ra mấy đường vết thương thật dài máu tươi ứa ra một cánh tay cơ hồ bị chém nứt chỉ còn sót lại chút da thịt dính trên người người này thụ trọng thương cả người bị đánh văng ra ngoài thế liên thủ của ba người chợt bị phá đi trong miệng một con quái điểu màu xám phát ra tiếng hưng phấn rồi đuổi theo tích dịch nhân đó tộc trường tích dịch vừa sợ vừa giận trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc bất ngờ há miệng phun ra cỗ ánh sáng màu xám chui vào trong thanh cốt kiếm màu xám sau đó cốt kiếm màu xám lập tức xoay một vòng hào quang tỏa sáng hóa thành một đoàn quang cầu màu xám quay cuồng chớp động từng đợt ba động kiếm khí dọa người từ trong đó chuyển ra hư không chung quanh cũng vang lên tiếng suy suy thật lớn mơ hồ nổi lên từng tia dao động ba con quái điều màu xám thấy vậy hai con trong đó vội vã phi người né tránh nhưng một con quái điều cuối cùng thì trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trái lại khẽ vỗ hai cánh bất ngờ thân thể khổng lồ hóa thành một đạo bóng xám lao về tộc trưởng tích dịch tộc cùng lúc há to miệng ra âm thanh duệ khiếu phát ra suy suy một chùm quang mang màu đen bắn ra như mưa đánh về phía tộc trưởng tích dịch tộc trưởng tích dịch kinh hãi vội bấm niệm pháp quyết chùm sáng màu xám bất ngờ nổ tung ra vô số kiếm khí nhỏ bé màu xám từ đó phun ra lao về bốn phương tám hướng trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng một tiếng thê lương thảm thiết vang lên rồi chợt tắt ngúm một bộ thi thể tàn phế từ giữa bầu trời rơi xuống Đúng là con quái điểu màu xám kia. Toàn thân nó bị vô số đạo kiếm khí đâm trúng, mơ hồ không có một chỗ nào lành lặn, đã không còn phát ra khí tức nữa. Tuy vậy tộc trưởng Tích Dịch kia cũng lảo đảo trở ra, phía bên trái nửa người trên cũng hiện ra chấm chấm lỗ nhỏ, từ đó phát ra từng tia hắc khí, rồi lan qua chỗ khác trên cơ thể. Gã chưa kịp xử lý thương thế trên người thì hai đạo bóng xám nhanh như chớp đánh tới, chính là hai con quái điểu màu xám vừa tránh thoát khi nãy. Tộc trưởng Tích Dịch giật mình, vội mạnh mẽ vận dụng sát nguyên trong thể nội, nhưng vì thụ thương nửa người cho nên vận chuyển sát nguyên cũng bị ảnh hưởng thật lớn, vận dụng không được nhiều, sắc mặt không khỏi đại biến. Hai đạo bóng xám tới nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước người gã, bốn lợi chảo màu đen lấy thế xét đánh ngang tai bất ngờ vồ xuống. Tộc nhân xung quanh thấy vậy đều sợ hãi, nếu tộc trưởng gặp nạn thì cả tộc đàn cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu xám từ trên trời đánh xuống, một tiếng phốc phốc tùy tiện liền xuyên thủng hai con quái điểu màu xám. Sau một khắc, bất ngờ ánh sáng lóe lên, rồi tách ra đạo đạo hôi quang nhỏ bé, thình lình xoắn một phát. Thân thể hai con quái điểu trong nháy mắt liền biến thành thịt say, một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Mơ hồ cùng lúc đó, trên không ba tên tích dịch nhân cũng lóe lên hắc quang, hiện ra một thanh phi kiếm màu đen, từ đó bắn ra từng đạo kiếm khí màu đen, bao phủ thân thể bốn con quái điểu màu xám lại. Ánh kiếm màu đen lóe lên, chém thân thể bốn con quái điều thành mấy khúc, tất cả đều đoạn tuyệt khí tức. Ba tên tích dịch nhân thấy vậy, đều ngẩn người ngay tại chỗ. Ngay lúc đó, giữa không trung hoa lên một cái chợt hiện ra hai bóng người, rồi hạ từ từ xuống, chính là hai người hàn lập cùng thạch xuyên không. Tộc trưởng tích dịch thấy rõ thân hình diện mục hai người hàn lập, sắc mặt liền thay đổi, vội bay tới. Đa tả hai vị thượng tiên xuất thủ cứu giúp bộ tộc hồi tích chúng ta. Tộc trưởng cung kính thi lễ, ba tên hồi tích tộc kia cũng bay tới, không mình hành lễ nói lời cảm tạ rồi ánh mắt nhìn hai người tràn đầy ước ao và kính sợ chỉ là tiện tay mà thôi không cần đa lễ đều đứng lên đi hàn lập cùng thạch xuyên không nhìn thoáng nhau từ tốn nói mấy người tộc trưởng hôi tích lúc này mới đứng dậy tiếp đó đứng một bên không nói gì bộ dạng lắng nghe lời dạy dỗ hai người chúng ta dạo chơi đến tận đây vài ngày trước gặp phải một trận phong bạo bị lạc mất phương hướng cho nên hiện không biết đây là nơi nào hàn lập nhìn bộ dáng mấy người trong lòng có chút kỳ quái, rồi cẩn thận cân nhắc từ ngữ, nói ra. Quả thật mấy ngày trước đó bọn hắn gặp một trận phong bao màu xám thật lớn, cho dù lấy thực lực của người, cũng phải tốn sức mới thoát ra được. Bẩm thượng tiên, chỗ này là thảo nguyên lục nguyệt trong Tây Bắc Bộ, hai vị thượng tiên chắc hẳn gặp phải phong bạo hôi chiều đặc thù của bản địa rồi. Hôi tích tộc trưởng nói ra, hôi chiều, thì ra là thế, hàn lập lầm bẩm một câu, hai vị thượng tiên đi đường vất vả, nếu không chê, không bằng đến bộ Lạc Hồi Tích chúng ta nghỉ ngơi một lát, như thế nào? Bộ Lạc Hồi Tích tuy không lớn, nhưng có đặc sản bạch nhung trà có chút đặc biệt. Hồi Tích tộc trưởng nhìn hai người, thấy sắc mặt hai người lộ vẻ phong trần, cẩn thận nói ra. Cũng tốt, bọn Hàn Lập đang muốn tiếp xúc nhiều với Hồi Tích tộc, cùng tìm hiểu tình hình hôi giới một chút, hiển nhiên sẽ không từ chối. Vậy xin mời hai vị thượng tiên." Tộc trưởng hôi Tích nghe vậy đại hỉ, vội đi trước dẫn đường, rất nhanh hạ xuống. Nhìn thấy Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không những người hôi tích tộc dưới đất lộ vẻ kính sợ, nhao nhao phục phục quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy tu vi mình cao cường, nhưng đám hôi tích tộc này tựa hồ cung kính quá mức, loại cảm giác này giống như ăn mày gặp hoàng đế vậy. Mặc dù trong lòng Hàn Lập thấy quái lạ, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì cả. Những bầy hươu màu xám bởi vì kinh sợ cho nên vẫn chạy tứ tán, không hoàn toàn kiểm soát được, khiến cho đội ngũ có chút lộn xộn như trước mau mau quản tốt những nghi giác lộc này chớ để hai vị thượng tiên chê cười truyền lệnh ta hôm nay hạ trải tại đây vẻ mặt tộc trưởng hôi tích trầm xuống quát vâng một tên hợp thể hôi tích tộc bên cạnh vội đáp ứng một tiếng rồi bay về bầy hưu phía sau thượng tiên mời vào trong trướng thượng tọa tộc trưởng hôi tích dẫn hai người hàn lập đến cỗ xe lớn phía trước xe lớn này dài trăm trượng rộng hai ba mươi trượng mơ hồ tương đương một cái quảng trường thu nhỏ trên xe xây dựng vài chục lều vải rộng thùng thình dưới đáy xe cùng gần rìa xe khắc một vòng phù văn màu đen, hợp thành một cái pháp trận, đang vận chuyển ông ông, không ngừng phun ra từng luồng mây xám ở phía dưới, mơ hồ nâng toàn bộ xe lớn lên. Hàn Lập hạ xuống xe lớn, tựa như có cảm giác đang đứng trên đám mây bồng bềnh, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Khó trách chiếc xe lớn khổng lồ như thế, lại chỉ dựa vào một đầu dị thú tê giác lại có thể kéo nó nhẹ nhàng như vậy. Tộc trưởng Hôi Tích dẫn hai người đến trước cái lều to nhất, Hàn Lập cũng không dừng lại mà đi vào cùng. Thạch Xuyên không theo sát sau lưng Hàn Lập, y biết mình thay đổi khí thức không quá hoàn hảo, cho nên tận lực không muốn gây sự chú ý của người khác, mọi chuyện do Hàn Lập ra mặt cả, trái lại việc này y cũng không bất mãn gì. Không gian trong lều khá lớn, chia hai phần trước sau, phía trước là chỗ giống như phòng khách, chính giữa đặt một cái bàn dài, hai bên lót từng cái da thú êm ái. Đại trướng phía sau tựa hồ là phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi, chính giữa có treo một tấm rèm vải ngăn cách. Lều vải này cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành sau khi đi vào, chợt âm thanh bên ngoài đều biết mất. Hai vị thượng tiên, xin mời ngồi. Tộc trưởng hôi tích mời hai người Hàn Lập ngồi xuống chính giữa bàn dài, còn mình thì phụng bồi bên cạnh. Lúc này một tên tộc nhân hôi tích bộ dáng tùy tùng đi đến, dâng lên ba cái chén sừng hưu, bên trong chứa nước trà màu trắng. Sương mù nhẹ nhẹ bay lên, tỏa ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Bạch nhung trà này chính là đặc sản dùng lộc nhung san rác lộc của bộ lạc hôi tích chúng ta, thêm vào sữa hưu, lại còn thêm mười mấy loại vật liệu chế thành, có chút tác dụng tinh tiến tu vi. Đương nhiên, lấy tu vi hai vị thượng tiên, trà này hiển nhiên là vô dụng rồi, nhưng hương vị cũng rất khá, xin mời hai vị thượng tiên nhấm nháp một chút. Tộc trưởng hôi tích nịnh nọt nói, coi như không tệ, hàn lập bưng chén lên uống một ngụm, rồi gật đầu nhẹ. Thật ra khi hắn uống vào, cũng không có nuốt xuống, mà thu nó vào không gian hoa chi. Đi vào hôi giới này, hắn cũng phải chú ý cẩn thận mọi chuyện. Tộc trưởng hôi thích thấy vậy vui mừng, lập tức phân phó người hầu mang một chút đặc sản mỹ thực của hôi tích tộc dâng lên những trái cây này rồi mời hai người hàn lập nhấm nháp nhiệt tình dị thường chương 700, biểu diễn kỹ xảo đa tà tộc trưởng khoản đãi bất quá hai ta tới đây không phải để nhấm nháp mỹ thực của bộ lạc hôi tích các ngươi hàn lập đang thưởng thức những vật này liền ngừng lại nói thượng tiên có gì phân phó cứ nói đừng ngại hôi tích tộc trưởng khẽ giật mình nói gấp không biết bộ lạc hôi tích người có địa đồ nơi này và tư liệu lục nguyệt thảo nguyên không hàn lập nói thẳng vào vấn đề có hai vị thượng tiên xin chờ một chút ta phái người đi chỉnh lý xong lập tức đưa tới tộc trưởng nghe vậy liền đứng lên định đi ra ngoài chỉnh lý thì không cần làm phiền tộc trưởng đem tất cả tư liệu địa lý phong thổ điển tịch bên trong hôi tích bộ lạc các ngươi tới đây chúng ta sẽ tự xem xét hàn lập khoát tay chặn lại nói thêm hồi tích tộc trưởng khẽ giật mình nhưng lập tức đáp ứng một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài không màng danh lợi với hàn lập Thạch Xuyên không nhìn như một mực thưởng thức trái cây nước trà, nhưng lông mày lại ẩn ẩn quanh quẩn một tia lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía, hiển nhiên có chút lo lắng việc mình ngụy trang. Cũng không lâu lắm, hồi tích tộc trưởng dẫn hai người tới, hai người kia ôm trong ngực một chồng thư sách thật dày, nhìn thấy ít nhất cũng trăm bản trở lên. Hàn Lập thấy vậy trong lòng hơi động, có những điển tịch này, cuối cùng bọn hắn không còn mờ mịt không biết gì về hôi giới nữa. Lúc trước hắn đã tiếp xúc qua văn tự hôi giới trong túi chữ vật long tứ, là một loại cổ văn tại chân tiên giới nên không cần lo lắng không thể đọc hiểu. Hai vị thượng tiên tất cả địa lý, phong thổ, điển tịch bản tộc đều ở nơi này. Hồi tích tộc chúng ta chỉ là một tộc đàn nho nhỏ trong hắc xỉ vực, tư liệu không nhiều, xin thượng tiên rộng lòng tha thứ. Hồi tích tộc trưởng kinh sợ nói, không sao, chúng ta cũng không có đại sự gì, chỉ là dọc đường đến đây cảm thấy có chút hứng thú với mảnh lục nguyệt thảo nguyên này. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, mở miệng nói ra. Hồi thích tộc trưởng nghe vậy thoáng thở nhẹ ra, phất tay bảo hai người sau lưng đặt điển tịch xuống. Hai vị thượng tiên xin chậm rãi xem xét, ta sắp xếp người trông coi sổ sách ở bên ngoài, nếu có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Sau khi gã nói xong, thức thời mang theo hai người kia cáo từ ly khai. Hàn lập nhìn mấy người ra ngoài, lập tức phất tay bấm niệm pháp quyết. Một cỗ hôi quang bắn ra, sau đó hóa thành một màn sáng màu xám, bao phủ lại toàn bộ lều vải. Lúc này, trong mắt thạch xuyên không mới thoáng buông lỏng. Thời gian sau đó, hai người Hàn Lập tự mình lấy ra một bản điển tịch nhanh chóng đọc qua. Mặc dù hơn trăm bản điển tịch ở đây không ít, nhưng tu vi và ký ức hai người cao đến bực nào, rất nhanh xem hết toàn bộ, giờ phút này có chút am hiểu địa phương này. Nơi này xác thực chính là hôi giới, bất quá hồi giới cũng giống như chân tiên giới rộng vô biên vô hạn, bây giờ hai người bọn họ đang ở cụ thể tại phương nào hôi giới, bên trong những điển tịch kia cũng không nói rõ. Hồi tích tộc chỉ là một tiểu tộc, đời đời ở lục nguyệt thảo nguyên, bởi vậy nội dung giảng thuật điển tịch trong tộc có hạn, đại đa số đều liên quan tới mảnh lục nguyệt thảo nguyên này, kỳ thật đối với tuyệt đại đa số tộc nhân hôi thích tộc bình thường thì mảnh thảo nguyên này chính là toàn bộ nơi sinh hoạt của bọn họ. Diện tích lục nguyệt thảo nguyên rộng lớn, mạch khoáng dưới mặt đất rất nhiều, chẳng những đủ loại thảm thực vật tươi tốt, còn có rất nhiều loại khoáng thạch cùng tài liệu, trừ hôi thích tộc, còn có không ít tộc đàn sinh hoạt tại đây. Mà lục nguyệt thảo nguyên nằm ở phía tây bắc của Hắc Sỉ vực. Liên quan tới Hắc Sỉ vực trong những điển tịch này cũng không nói rõ, chỉ biết là bao la khôn cùng, đối với toàn bộ hắc xỉ vực thì lục nguyệt thảo nguyên bất quá chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi. Về phương diện địa lý, bọn Hàn Lập chỉ tìm được tin tức như vậy, về phương diện con người, hôi giới khá tương tự với man hoang giới vực, đều lấy tộc đàn làm cơ sở, trên tộc đàn chính là một lãnh chúa, đại lãnh chúa thống lĩnh lục nguyệt thảo nguyên có tên là Tam Nghiêu, chỉ là đối với người này, trong những điển tịch của hôi tích tộc cũng không có nói nhiều. Phía trên lãnh chúa chính là vực chủ, liên quan tới hắc sĩ vực chủ, trong những điển tịch này ghi chép càng ít, chỉ có một ít lời kể ca tụng công đức mà thôi. Hàn Lập nhìn một bản điển tịch trong tay, ánh mắt chấp động. Từ những câu chữ ca tụng công đức hắc sĩ vực chủ, mặc dù không có bất luận tin tức gì cụ thể, nhưng bằng vào kiến thức lịch duyệt của hắn, mơ hồ có thể phỏng đoán ra tu vi của người này cực cao, có lẽ không dưới đại la cảnh. Hồi giới có thể đối địch cùng chân tiên giới, thực lực tất nhiên không yếu, bây giờ chúng ta đang ở ở địa phương nhỏ lục nguyệt thảo nguyên này vẫn còn tốt, nếu đi tới nơi phồn hoa chưa hẳn thân phận có thể ẩn giấu được thạch xuyên không buông cuốn thư tịch trong tay xuống có chút bận tâm nói nếu như vậy tạm thời chúng ta đi theo hôi tích tộc đã để có thể che giấu tung tích lại có thể thừa cơ tìm hiểu thêm về hôi giới hàn lập trầm ngâm một chút nói đành phải như thế thạch xuyên không gật đầu nói hai người lại thương nghị một hồi hàn lập bấm niệm pháp quyết thu hồi cấm chế chung quanh mở miệng kêu một tiếng người đâu hai vị thượng tiên xin hỏi có gì phân phó một tên hồi tích cao to đi tới vội quỳ xuống kính sợ vô cùng nói thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy bên trong tộc đàn hôi giới phân chia cao thấp đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm hồi thích tộc xem như tộc đàn cấp thấp mà tộc đàn càng tiếp cận hình người thì càng cao cấp đây cũng là nguyên nhân hồi tích tộc vừa thấy hai người hàn lập liền cực kỳ kính sợ chúng ta có việc muốn thương nghị với tộc trưởng đi gọi hắn tới đây sắc mặt hàn lập ngạo nghễ dùng một loại giọng điệu như ra lệch nói Đối với hiểu lầm của Hôi Tích tộc, hắn tự nhiên sẽ không giải thích, như vậy càng có lợi cho bọn hắn ẩn tàng. Vâng, trên mặt Hôi Tích tộc nhân cao to lộ vẻ kính sợ càng lớn, vội đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Hôi Tích tộc trưởng đã bước nhanh tới. Hai vị thượng tiên, có gì phân phó? Thân thể Hôi Tích tộc trưởng khom xuống, sắc mặt cung kính không giảm chút nào. Tộc trưởng không cần khách khí như thế, chúng ta tới Hôi Tích tộc là khách, nói đến đây vẫn chưa có thỉnh giáo đại danh của ngươi. Hàn lập thả cuốn thư tịch trong tay xuống, trong miệng mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng thần sắc lãnh đạm không ít so với lúc trước. Hắn vừa rồi có chút quá ôn hòa với hôi tích tộc trưởng, giờ phút này có chút không phù hợp thân phận, sau này cần phải thay đổi mới được. Bẩm thượng tiên, tại hạ tịch nham, hôi tích tộc trưởng nhìn thấy sắc mặt hàn lập, trong lòng căng thẳng, thần sắc càng thêm cung kính. Nguyên lai là tịch nham tộc trưởng, gọi người tới cũng không có sự tình gì khác, ta thấy toàn thể hôi tích tộc các ngươi xuất động như thế, không phải là muốn đi tham gia đại hội Tháp Mộc Đạt chứ?" Hàn Lập chậm rãi hỏi, cứ mỗi trăm năm, tất cả đại tộc quần phân tán các nơi trên Lục Nguyệt Thảo Nguyên sẽ tụ tập bên bờ hồ Ba Lăng, cử hành đại hội Tháp Mộc Đạt. Tháp Mộc Đạt tại hồi giới trong lời nói của hắn lại mang theo ý tứ bội thu. Thịnh hội này do đại lãnh chúa Tam Miêu chủ trì, sẽ cử hành một trận đấu pháp so tài. Đương nhiên trận đấu pháp này cũng không phải là vô duyên vô cớ, các tộc đàn ở Lục Nguyệt Thảo Nguyên gần như đều theo chăn nuôi và khai khoáng để sống. Vì ngăn ngừa xung đột, đại lãnh chúa Tam Miêu căn cứ kết quả tràng tỷ đấu này, quyết định khu vực hoạt động trăm năm tiếp theo của các tộc đàn. Khu vực khác nhau, bất luận chăn thả hay là đào mỏ, ảnh hưởng đều cực lớn, nên các tộc rất xem trọng tràng tỷ đấu này. Trong lúc diễn ra đại hội tháp Mộc Đạt, các tộc sẽ còn tiến hành thương nhân mậu dịch, đem các vật phẩm chữ trăm năm qua giao dịch ra ngoài, đổi thành các vật bản tộc cần. Địa hình lục nguyệt thảo nguyên rộng lớn, tất cả đại tộc quần lại phân tán khắp nơi, dẫn đến vật tư lưu thông nơi đây cực kỳ khó khăn, Đại hội tháp Mộc Đạt là con đường trọng yếu nhất, bất kể tộc đàn nào cũng sẽ không bỏ lỡ, thậm chí người ở khu vực khác còn mộ danh tới đây tham gia. Có hai nguyên nhân này, đại hội tháp Mộc Đạt trở thành thịnh hội trọng yếu nhất tại Lục Nguyệt Thảo Nguyên, nên trên những điển tịch kia càng ghi chép rõ ràng. Vâng, tịch nham tộc trưởng thành thật gật đầu, ta cùng sư huynh mặc dù cũng không phải là người hắc sĩ vực, bất quá cũng đã nghe qua thanh danh đại hội tháp Mộc Đạt, lần này liền theo hôi tích tộc các người tới Hồ Ba Lăng, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Hàn Lập nói, tịch nham tộc trưởng nghe thấy lời này, ngẩn người. Thế nào, chẳng lẽ tộc trưởng cảm thấy không ổn? Hàn Lập dương mắt nhìn tịch nham tộc trưởng một chút, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Không có, không có, hai vị thượng tiên nguyện ý cùng tộc ta kết bạn đồng hành, là vinh hạnh hôi tích tộc chúng ta, chỉ là cả hôi tích tộc cùng đi, tốc độ đi tới phi thường chậm chạp, trên đường chỉ sợ sẽ làm cho thượng tiên cảm thấy nhàm chán. Tịch nham tộc trưởng nào dám hai lời, trần chờ nói. Hai người Hàn Lập gia nhập hôi tích tộc, tịch nham tộc trưởng từ đáy lòng vẫn có chút hoan nghênh, mặc dù hai người Hàn Lập nhìn không dễ ứng phó, nhưng cũng không phải người bạo ngược hiếu sát. Hơn nữa có hai vị này tỏa chấn, chẳng những trên đường khỏi phải sợ hôi thú tập kích, không chừng trên đại hội tháp Mộc Đạt còn có thể mượn dùng lực lượng bọn hắn. Lấy tốc độ các người hiện tại, bao lâu thì mới đến hồ Ba Lăng? Hàn Lập nghe thấy lời này khẽ giật mình, sau đó hỏi. Có lẽ cần thời gian 4 tới 5 năm, ở giữa còn có vài địa phương có hôi thú lợi hại chiếm cứ, cần đi đường vòng tịch nham tính toán một chút nói khỏi đi đường vòng cứ trực tiếp đi thẳng nếu gặp hôi thú hai người chúng ta sẽ ra tay giúp các ngươi tiêu diệt hàn lập vung tay lên ngạo nghễ nói nếu không đi đường vòng ngược lại là có thể đến sớm nhiều năm tịch nham nghe vậy vui mừng cũng không phải vì có thể đến sớm mà là vì hàn lập hứa hẹn xuất thủ đối phó hôi thú tốt không có sự tình khác người đi xuống đi hàn lập phát tay lệnh đuổi khách tịch nham tộc trưởng cáo từ một tiếng quay người ly khai Đúng rồi, trong tộc các ngươi còn có các loại điển tịch thư sách đồ vật nào khác, hết thảy chuyển tới đây, để lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ đọc. Hàn lập tựa hồ vừa mới nghĩ đến việc này, nói. Tốt, ta lập tức phái người đưa tới. Tịch Nham nghe vậy khẽ giật mình, vội đáp ứng một tiếng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Tịch Nham ly khai, vẻ mặt lãnh ngạo của Hàn Lập lập tức biến mất không còn tâm tích, khôi phục bộ dạng bình thường. Nghĩ không ra lệ đạo hữu còn có kỹ xảo diễn xuất như vậy, bội phục. Thạch Xuyên không nhìn thấy thần sắc biến hóa của Hàn Lập, cười ha ha một tiếng nói. Trải qua lòng người hiểm ác, liều mạng tranh đấu, chỉ cần không chết, năng lực phương diện này tự nhiên sẽ đề thăng. Hàn Lập từ tốn nói, xem ra lệ đạo hữu gặp cố sự cũng không ít, đúng rồi, đại hội tháp mộc đạt ngược lại là một cơ hội chân chính kiến thức hôi giới. Thạch Xuyên không thu hồi vẻ vui đùa, chuyển chủ để nói. chương 701, khiêu khích, đúng vậy a, à, hy vọng có thêm thu hoạch hàn lập nói xong nhìn lại phía xa tịch nham tộc trưởng rất nhanh liền dẫn người mang theo gần ngàn bản điển tịch còn có một số ngọc giản đưa tới trong đó thư tịch là chủ yếu ngọc giản thì ít hơn hồi tích tộc nhân tựa hồ đọc sách không nhiều những thư tịch này cũng không bảo tồn tốt phía trên rất nhiều cái bám đầy cho bụi thậm chí còn có cái bị không ít tổn hại tịch nham tộc trưởng có chút hổ thẹn với việc này liên tục tạ lỗi hai người hàn lập tự nhiên không để ý những chuyện nhỏ nhặt này rất nhanh bảo đối phương lui xuống đọc qua những điển tịch này thì cực kỳ hỗn tạp hai người thì lại đang muốn tìm hiểu mọi phương diện hôi giới một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai hồi tích tộc tiếp tục lên đường chỉ là phương hướng lại điều chỉnh một chút hai người hàn lập một mực ở trong đại trướng tộc trưởng một bước cũng không hề rời duy trì khoảng cách giống như quý tộc cao cấp đồng thời cẩn thận nghiên cứu những điển tịch kia hai người phảng phất như hai khối bọt biển điên cuồng hấp thu hết thảy tin tức liên quan tới hôi giới thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 3 năm. Hồi thích tộc trải qua đường xá rất dài, rốt cuộc cũng đến nơi, Ba Lăng Hồ. Ba Lăng Hồ ở khu vực trung bộ lục Nguyệt Thảo Nguyên, diện tích rất lớn, chừng mấy vạn dặm, bởi vì trong hồ chứa một loại tinh thạch đặc thù tên là Ba Lăng Thạch, nên hồ có tên như vậy. Đây chính là Ba Lăng Hồ, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đứng trong đại trướng, nhìn ra hồ nước to lớn phía trước. Nước Ba Lăng Hồ cực kỳ thanh tịnh, thỉnh thoảng có mấy con bạch điểu lướt trên mặt hồ, gây ra trận trận gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng chập trùng. Hàn lập hít sâu một hơi, nhìn ba lăng hồ trừ màu sắc bên ngoài có chút đơn điệu, ngược lại cảnh sắc lại hiếm thấy, cho người một loại cảm giác khoáng đạt, nhìn có chút giống với hồ nước bao la ở tiên giới. Từng đợt khí tức ẩm ướt đập vào mặt, làm người ngửi thấy tinh thần tỉnh táo. Một chỗ đất bằng to lớn ở phía nam hồ nước, giờ phút này vạn chúng tụ tập, mặc dù còn một đoạn thời gian nữa đại hội tháp mộc đạt mới tổ chức, bất quá đại đa số tộc đàn đã đến một đóa mây trắng đột nhiên bay vụt đến, dừng ở phía trước hôi tích tộc. Phía trên mây trắng đứng vài thân ảnh mặc trường bào màu trắng, thân thể những người này đều là đầu chim, hai mắt óng ánh, chấp động từng đạo tinh quang. Trường bào màu trắng trên người bọn họ có chất liệu bất phàm, phía trên còn thiêu đủ loại đồ án, chiếu sáng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với hôi tích tộc đâu chỉ gấp 10 lần. Đi đầu là một thanh niên cao to có khí thức khổng lồ, đã đạt tới cấp độ chân tiên. Khuôn mặt người này không có lông vũ, gương mặt bóng loáng, ngũ quan có chút tiếp cận với hình người, chỉ là cái mũi còn hơi dài, hai mắt hơi lõm xuống, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cao ngạo. Các ngươi là người hôi tích tộc, ánh mắt thanh niên cao to quét qua hôi tích tộc, mở miệng nói ra, mang theo khẩu khí từ trên cao nhìn xuống. Tại hạ hôi tích tộc tịch nham, bái kiến miêu tôn sử. Tịch nham vội vàng bay ra ngoài, không người thi lễ với thanh niên cao to, hiển nhiên là nhận ra người này. Tịch phong, người này là ai? hàn lập liền hỏi tên hôi tích tộc nhân phụ trách sổ sách bên ngoài người này chính là một vị trưởng lão hợp thể kỳ của hôi tích tộc phụng mệnh tịch nham tộc trưởng tới đây hầu hạ giải thích rất nhiều việc trên đại hội cho hai người hàn lập khởi bẩm hai vị thượng tiên hắn tên là miêu khôi chính là mộ vị chấp pháp sứ do tam miêu lãnh chúa phái tới tịch phong trưởng lão cung kính nói nguyên lai là người của tam miêu lãnh chúa khó trách phô trương lớn như thế hàn lập cười nhạt một tiếng lờ đễnh nói chỉ còn hai tháng nữa là tới đại hội tháp mộc đạt hồi tích tộc các ngươi thật đúng là tới sớm a à. vị trí tốt trong hội trường hầu hết đã bị bộ tộc khác chiếm cứ rồi thanh niên cao to nhìn tịch nham một chút từ tốn nói cái gì chỉ có hai tháng theo lệ cố thì đại hội hẳn là còn ít nhất một năm nữa mới bắt đầu mà tịch nham tộc trưởng biến sắc thất thanh nói để không ảnh hưởng trật tự đại hội tháp mộc đạt nơi chú đóng các tộc còn có vị trí khu vực giao dịch đều đã được quy định trước đó ứng với từng bộ tộc nơi đóng quân thì cũng không đáng nói, ai cũng sẽ không để ý. nhưng vị trí khu vực giao dịch trước sau có ảnh hưởng rất lớn đối với việc mua bán. lãnh chúa đại nhân có lệnh, đại hội lần này cử hành sớm hơn. như thế nào? lệnh của lãnh chúa đại nhân còn cần trưng cầu ý kiến của ngươi. thanh niên cao to cười lạnh một tiếng, nói: không dám, không dám. tại hạ thất ngôn, xin nhiêu tôn xử chớ trách. đây là một chút quà mọn, xin tôn sứ nhận lấy, an bài cho hôi thích tộc chúng ta vị trí khá một chút. Tịch nham tộc trưởng vội vàng xin lỗi. Trong lúc nói chuyện, gã tiến lên mấy bước, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen, nhét vào tay thanh niên cao to. Thần thức thanh niên cao to quét qua cái túi, lúc này thần sắc mới thoáng buông lỏng. Địa phương tốt đều đã bị tộc khác chiếm hết rồi, như vậy đi, 22 khu này vẫn chưa có người nào sử dụng, liền giao cho hôi tích tộc các ngươi A. Thanh niên cao to lấy ra một cái ngọc bài màu trắng, ném cho tịch nham. Đa tạ tôn sứ, sắc mặt tịch nham khẽ buông lỏng, tiếp nhận ngọc bài, chắp tay cười nói. Thanh niên cao to vung tay lên, đám mây màu trắng chấp động quang mang, gào thét bay đi. Tịch nham nhìn mấy người ly khai, thấp giọng thở dài, phất tay mang theo hôi tích tộc đi về một hướng, rất mau tới nơi chú đóng đã được chỉ định. Nơi này không phải quá mức thấp, nhưng cũng không tính là địa phương tốt, so với những nơi phía trước được sắp xếp của các tộc đàn khác thì vị trí hôi tích tộc này phi thường không đáng chú ý. Trong đại trướng, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không nhìn qua các tộc đàn chung quanh. Từng tộc đàn nơi đây, hình dạng khác nhau, ngược lại để hai người được một phen mở rộng tầm mắt. Tộc đàn đã đến đây, có chừng hai ba mươi tộc. Hơn nữa những tộc đàn phụ cận có quy mô khá lớn, bất luận là nhân số hay là cao thủ trong tộc đều hơn xa hôi tích tộc, đại đa số bên trong những tộc đàn này đều có tồn tại chân tiên cảnh tỏa chấn. So sánh thì hôi tích tộc nhỏ yếu hơn rất nhiều, Hàn Lập cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, rời ánh mắt nhìn về phía khu đất trống to lớn bên bờ hồ. Nơi đó cũng phân ra từng khu vực, trong mỗi khu vực đều có từng cái quầy hàng, phía trên bày đủ các loại vật phẩm, thoạt nhìn là nơi giao dịch mua bán của các tộc. Vô số bóng người qua lại nơi đó, náo nhiệt vô cùng. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, Thạch Xuyên không cũng nhìn sang nơi đó. Đội Ngũ Hồi Tích tộc chợt dừng lại, một đội ngũ khác đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn trở con đường. "Ô à, đây không phải Tịch Nham tộc trưởng sao? Hơn trăm năm không gặp, Hồi Tích tộc các ngươi làm sao lại chỉ có chút hình người như thế, giống như hoàn toàn không có phát triển nha." năm đó hôi tích tộc uy chấn tứ phương, giờ lại xa suốt ra dạng thế này, thực sự là. Chật chật, một thanh âm chói tai vang lên, trong đội ngũ phía trước đi ra một trung niên xấu xí mặt có lân phiến. Đại hán có gương mặt gầy cao hãm sâu vào, cái mũi lại vô cùng bằng phẳng, hai mắt dài nhỏ, nhìn cực kỳ xấu xí. Mặc dù người này xấu xí, Tu Vi cũng đã đạt tới chân tiên cảnh, dù chỉ là chân tiên sơ kỳ, nhưng so với toàn bộ hôi tích tộc nhân thì lại cường đại hơn. Vân Triệu, hồi tích tộc ta như thế nào, có quan hệ gì với ngươi, mau tránh đường ra. Sắc mặt tịch nham khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, sao lại nói là không quan hệ, dù sao năm đó hai tộc chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh, hôi thích tộc các ngươi ra cái dạng này, thật đúng là để ta khó xử A. À. Vẻ mặt đại hán trung niên niên trào phúng, không chút ý tứ tránh ra. Sắc mặt tịch nham tái xanh, nhưng không nói lời nào. Tộc đàn phụ cận nhìn thấy tình huống bên này, đều nhìn qua, nhưng không người nào tiến lên khuyên can ngược lại phần lớn là một bộ dạng đứng xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa. Tịch Phong, người kia là ai? Trong đại trướng, Hàn Lập chậm rãi hỏi. Bẩm thượng tiên, người kia là tộc trưởng Vân Triệu ế xa tộc, ế xa tộc cùng hôi tích tộc chúng ta năm đó bởi vì tranh giành một mỏ khoáng sản, phát sinh qua một chút tranh đấu, kết xuống mối thù. Người này có thù tất báo, mỗi lần gặp tại đại hội tháp Mộc Đạt đều tới gây sự. Sắc mặt tịch phong cũng khó coi dị thường, nói, chỉ bằng thực lực hôi tích tộc các ngươi, cũng dám tranh đấu cùng bọn hắn. Hàn lập ngạc nhiên hỏi, cái này không dối gạt thượng tiên. Tịch Nham tộc trưởng vốn cũng có tu vi chân tiên cảnh, trong hồi tích tộc ta còn có hai vị trưởng lão đại thừa kỳ, chỉ là mấy trăm năm trước tộc ta lọt vào tập kích của một đầu hôi thú chân tiên cảnh cực kỳ lợi hại, hai vị trưởng lão đại thừa vẫn lạc, tộc trưởng cũng bị thương nặng, mặc dù đã được cứu chữa, nhưng thực lực đại tổn rơi xuống đại thừa kỳ. Nếu không hôi tích tộc chúng ta sao lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Tịch Phong đỏ mặt giải thích, a. À, thì ra là vậy, Hàn Lập gật đầu khẽ. Trong khi Hàn Lập cùng Tịch Phong nói chuyện, tộc trưởng ế xa tộc kia vẫn như cũng ngăn ở phía trước, không có nhường đường. Vân Triệu, hôm nay ta cũng lười đấu khẩu cùng ngươi, đại hội tháp mộc đạt là do Tam Miêu lãnh chúa chủ trì tổ chức, ngươi cố ý ngăn ở nơi này, không cho tộc ta ra trận, chẳng lẽ không coi mệnh lệnh Tam Miêu lãnh chúa ra gì? Tịch Nham hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tịch Nham tộc trưởng cớ gì nói ra lời ấy, tại hạ sao dám vi phạm mệnh lệnh Tam Miêu lãnh chúa, bất quá là gặp người quen, tới chào hỏi mà thôi, tịch nham tộc trưởng cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Chẳng lẽ là sợ kẻ hèn này, phân Triệu nghe thấy danh tiếng tam miêu lãnh chúa, sắc mặt lúc đầu hơi ngưng lại, sau đó cười ha ha nói. Những tộc đàn phụ cận kia nhìn xem náo nhiệt, chỉ trò hôi tích tộc, cũng truyền ra không ít tiếng cười cười ha ha. Ngươi, tịch nham lập tức nổi giận, toàn bộ trên dưới hôi tích tộc sắc mặt cũng khó coi. Hàn lập thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, trong đại trướng, sắc mặt tịch phong tái xanh toàn thân run rẩy chợt quay người khom người thi lễ với hàn lập một cái nói thượng tiên ế xà tộc này khinh người quá đáng ngài có thể xuất thủ hay không hàn lập liếc tịch phong một cái quay người đi vào bên trong sắc mặt tịch phong đột nhiên trở nên trắng xanh nếu như hàn lập mặc kệ việc này hồi tích tộc hôm nay xem như thật mất mặt rồi tịch nham mau mau an bài sự tình nơi đây cho tốt ta không có rãnh ở đây nhìn trò cười của các ngươi làm chậm trễ thời gian hàn lập ngồi xuống gần đống thư tịch mở miệng nói ra thanh âm hắn mặc dù không lớn nhưng lại như sấm nổ quanh quẩn chung quanh làm hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người tới đây đám người phụ cận nghe thấy âm thanh này người có chút kiến thức uyên bác nhất thời thu hồi vẻ trào phúng lông mày vân triệu cũng nhíu một cái tịch nham nghe thấy thanh âm hàn lập săn dậy trong lòng mừng rỡ quay người thi lễ với đại trướng nói vâng thượng tiên yên tâm vân triệu mau tránh đường ra ta có việc muốn làm không rãnh tranh cãi cùng ngươi ở đây Tịch Nham quay người nhìn về phía Vân Triệu, lạnh lùng nói, khi thế cùng thái độ so với trước đây như hai người khác nhau. A, à, có người làm chỗ dựa liền cường ngạnh nha, thật đúng là chó săn. Rốt cuộc ngươi mời đến người nào, không ngại kêu ra, để mọi người chúng ta cùng nhìn xem, đến tột cùng có bao nhiêu cân lược. Ánh mắt Vân Triệu chấp động một trận, rất nhanh trên mặt lại lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn về đại trướng nói. Những người phụ cận có tâm tư linh hoạt nghe thấy lời này, không khỏi thầm mắng Vân Triệu giảo hoạt vô sỉ vô cùng, lại muốn lôi kéo tất cả mọi người xuống nước. chương 702, giáo huấn một cái. Ngay khi Vân Triệu vừa dứt lời không lâu, bất ngờ từ trong đại trướng hôi tích tộc truyền ra một tiếng nói thản nhiên. Nếu không muốn chết thì mau tránh đường ra. Âm thanh không lớn, nhưng không mang theo tia cảm tình, khẩu khí nghiêm trọng vô cùng, làm cho chỗ đó vốn đang huyên náo trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người liền bị đại trướng thu hút, tiếp đó lại dối giết nhìn về phía Vân Triệu. Con người Vân Triệu co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đại trướng hôi tích tộc, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa. Lúc này không khí xung quanh nhất thời trở nên ngưng trọng. Khẩu khí của các hạ thật lớn, bất quá dấu đầu lòi đuôi thì có bản lĩnh gì? Nếu có bản lĩnh thì hãy hiện thân gặp mặt, Triệu Vân im lặng một chút, rồi cười lạnh một tiếng nói ra. Thế nhưng gã còn chưa dứt lời, một đạo ánh sáng màu xám liền từ trong đại trướng bắn ra, trong nháy mắt phát ngang trời cao, hiện ra trước người Vân Triệu, rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xám chém xuống sắc mặt phân triệu đại biến quát to một tiếng quanh người tỏa sáng hắc quang trong chớp mắt hóa thành vô số ngọn lửa màu đen bám ở trên người bảo hộ gã vào bên trong trong ngọn lửa màu đen hiện ra vô số mặt người thống khổ phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết nhưng đúng lúc đó kiếm quang màu xám không chút khách khí chém xuống sau đó mơ hồ hóa thành chín đạo kiếm quang giống nhau như đúc từ bốn phương tám hướng chém xuống ngọn lửa màu đen vừa đụng vào kiếm quang liền tán loạn ra không phát huy chút tác dụng nào a à, vân triệu hoảng hốt há miệng phun một cái từ trong miệng lóe ra hắc quang nhưng không chờ gã kịp phun ra thì chín đạo kiếm quang đã đâm xuyên qua người của gã trong miệng vân triệu hét thảm một tiếng trên người đã nhiều ra chín cái lỗ đẫm máu rồi xoay người ngã xuống dưới đất chín đạo kiếm quang lóe lên liền tiêu tán vô hình giữa hư không tựa như chưa từng xuất hiện vậy trong nháy mắt toàn trường trở nên yên tĩnh mọi người chung quanh đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy chuyện vừa xảy ra trước mắt trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp dù sao trong lòng bọn họ thì vân triệu chính là chân tiên cảnh sơ kỳ rất là lợi hại là tiên nhân chân chính vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh bại đến cả sức hoàn thủ cũng không có rốt cuộc người xuất thủ kia cường đại đến cỡ nào bọn họ cũng không thể nào nghĩ ra và cũng không dám nghĩ tới lúc này trong lòng những người ở đó đều chấn động hiện giờ mọi người nhìn đều về phía người hôi tích tộc ánh mắt đã trở nên khác biệt trong đám người hôi tích tộc bao gồm cả tộc trưởng tịch nham trải qua cơn sửng suốt ngắn ngủn liền vừa mừng vừa sợ nhìn xuống vân triệu đang nằm dưới đất chợt có cảm giác nở mày nở mặt tịch nham chớ có lại trì hoãn nữa mau chóng đóng quân đi một âm thanh lạnh nhà từ trong đại trướng chuyển ra lần nữa vâng tịch nham đại hỉ vội đáp ứng một tiếng rồi vung tay lên thế là đội ngũ lại tiếp tục tiến tới thế nhưng sắc mặt từng người hôi tích tộc lúc này trở nên phiếm hồng lộ vẻ kích động vô cùng ế xà tộc phía trước vội tránh ra còn hai tên trưởng lão đại thừa kỳ thì diều vân triệu đang nằm trên mặt đất đứng sang một bên không ít tồn tại chân tiên cảnh của những tộc đàn xung quanh khác cũng rối rít nhìn về phía đại trướng trên mặt đều lộ vẻ kinh sợ một kiếm vừa rồi nhanh như sấm chấp uy lực càng thêm đáng sợ thầm nghĩ nếu là bọn hắn cũng khó mà đón đỡ được người nào dám gây sự đánh nhau ở đây ngay đúng lúc đó một tiếng quát giận dữ vang dội vô cùng giữa không trung lóe lên hào quang màu trắng chợt hư không hiện ra mấy bóng người chính là mấy người của lãnh chúa Tam Miêu lúc trước, người gầm thét chính là Miêu Khôi. Thế nhưng bên cạnh Miêu Khôi, lúc này lại nhiều thêm một nàng thiếu nữ mặc áo bào trắng. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ phượng năm màu, ngũ quan trên mặt không khác gì nhân tộc, cũng không giống gì tộc chút nào cả, nói về dung mạo cũng thuộc loại mỹ nhân hiếm thấy trong nhân tộc, chỉ là sắc mặt nàng lạnh nhạt vô cùng, làm cho người có cảm giác khó mà tiếp cận được. Tịch Nham nhìn thấy mấy người xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. Vì duy trì trật tự tháp mộc đạt, Đại hội đã ra quy định nghiêm cấm tranh đấu trong đại hội. Bất quá các tộc trên thảo nguyên lục nguyệt đều là người nhiệt huyết hiếu chiến, thường xuyên vẫn xảy ra tranh chấp, nhưng chỉ cần không tổn thương nhân mạng thì người của lãnh chúa Tam Miêu cơ bản đều mắt nhắm mắt mở, vậy mà làm sao lúc này lại xuất hiện? Miêu Tôn sứ, chuyện này thật ra có nguyên nhân." Tịch Nham vội vàng bước tới. "Tịch Nham, hồi thích tộc các ngươi vừa mới đến đây đã gây chuyện thị phi rồi, chắc hẳn là không muốn tham gia đại hội Tháp Mộc đạt hả?" Miêu Khôi lạnh lùng chặn lời Tịch Nham không dám tịch nham vội vàng cúi đầu vậy thì mau giao người động thủ ra đây miêu khôi hừ một tiếng ánh mắt nhìn về đại trướng hôi tích tộc chuyện này vẻ mặt tịch nham lộ vẻ trần trừ chuyện trong lòng của gã lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra hai hàng lông mày miêu khôi nhíu lên đang muốn phát tác người động thủ là ta các hạ có thể tính lên đầu ta bất quá người muốn bắt người còn phải xem thực lực của ngươi ngay đúng lúc đó một âm thanh từ trong đại trướng truyền ra Ánh mắt thiếu nữ mặc áo bào trắng nhìn về đại trướng của Hàn Lập, lông mi nhíu lại. Hai mắt miêu khôi như điện, thân hình khẽ động, liền muốn động thủ. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần làm to chuyện, người hãy mang tộc trưởng Vân Triệu lui xuống chữa thương, nơi này giao cho ta xử lý. Thiếu nữ mặc bào trắng đưa tay ngăn miêu khôi lại, từ tốn nói ra. Âm thanh của nàng như Hoàng Anh xuất cốc, không nói là dễ nghe, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa bình tĩnh. Khí tức sát phạt quanh quẩn xung quanh, theo tiếng nói của nàng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan vâng miêu khôi tựa hồ có chút kính sợ thiếu nữ áo trắng mặc dù không tình nguyện nhưng y vẫn gật đầu đáp ứng thân hình nhoáng một cái liền hạ xuống mặt đất rồi mang theo vân triệu bay về phía xa tiểu nữ miêu tú thần thông các hạ kinh người không biết là cao nhân đến từ phương nào có thể hân hạnh diện kiến hay không thiếu nữ mặc bào trắng nhìn về đại trướng của hàn lập hơi chắp tay nói ra không cần tại hạ chỉ là một người qua đường mà thôi may mắn có dịp tới đại hội tháp mộc đạt để mở mang kiến thức một chút ta và ngươi không gặp thì tốt hơn trong đại chướng thoáng trầm lặng một lát rồi truyền ra một tiếng lạnh nhạt đám người xung quanh nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi nghị luận rôm giả trên thảo nguyên lục nguyệt lãnh chúa tam miêu chính là trời lại có người dám cả gan ở trước mặt từ chối trừ phi là chán sống rồi nếu các hạ không nguyện ra mặt tiểu nữ cũng không miễn cưỡng bất quá thịnh thế đại hội tháp mộc đạt chính là của thảo nguyên lục nguyệt ta mong các hạ hãy thu liếm hành động lại, sự khoan dung độ lượng của tam miêu lính ta cũng có giới hạn của nó, xin các hạ hãy tự trọng. Sắc mặt thiếu nữ mặc bào trắng vẫn như trước bình thản như nước, không vui không giận, quay người hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bay về phía xa. Ngay khi miêu tú rời đi, một đám tộc đàn chung quanh đang xem náo nhiệt cũng nhao nhao tản đi, thế nhưng ánh mắt bọn họ nhìn hôi tích tộc đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Cho đến lúc này, lồng ngực tịch nham mới từ từ thả lỏng, rồi mang theo hôi tích tộc tiếp tục tiến tới trong đại trướng sắc mặt hàn lập không đổi nhưng trong lòng có chút buông lỏng lấy thực lực hắn cùng thạch xuyên không mặc dù không sợ lãnh chúa tam miêu ngay cả muốn chạy trốn cũng không người nào cản được nhưng mục đích bọn hắn lưu lại là có chuyện khác có thể không nảy sinh va chạm hiển nhiên là tốt hơn hồi tích tộc rất mau đã đến chỗ bãi đất chỉ định liền bắt đầu hạ trại không bao lâu tịch nham đi vào trong trướng của hàn lập làm đại lễ mặt mũi lộ vẻ cảm kích vô cùng trịnh trọng nói, đã tả thượng tiên ra tay tương trợ để tránh hôi tích tộc ta bị người làm nhục, đại ân đại đức, hôi tích tộc suốt đời khó quên, ngày sau thượng tiên có bất kỳ sai khiến, hôi tích tộc sông pha khói lửa cũng không chối từ. Trong chứng tịch phong cũng hạ bái cảm kích, tộc trưởng tịch nham khách khí, đứng lên đi, hàn lập khoát tay nói ra, tịch nham lại cảm ơn một tiếng, lúc này mới đứng lên. Hôi tích tộc bị ức hiếp không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hôm nay cũng xả được cơn giận, sĩ khí cả bộ tộc tăng cao. Vân Triệu trước đây là người hiếp yếu sợ mạnh, hôm nay bị thương nặng như vậy, chắc chắn ngày sau không còn dám ước hiếp hôi tích tộc nữa, cuộc sống hôi tích tộc sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Hai vị thượng tiên tới đại hội tháp mộc đạt này, có việc gì muốn làm sao? Tại hạ nguyện ý làm thay, tịch nham ân cần nói ra, chúng ta đến đây chỉ là kiến thức một phen, không cần đến các ngươi, tất cả lui xuống đi. Hàn lập khoát tay nói, vâng, hai người tịch nham không dám làm trái, rất nhanh đã lui xuống dưới. Hai người vừa đi, Hàn Lập liền lật tay lấy ra một kiện trường bào màu đen mặc vào, lại lấy ra một pháp khí hình dáng như cái mũ vành rộng đội lên đầu, che kín cả thân hình vô cùng cẩn thận. Xung đột nhỏ vừa nãy chỉ là việc nhỏ xen ngang, mục đích chính hai người là mượn đại hội tháp mộc đạt để thu thập tình hình hôi giới, lấy hình thái nhân tộc cũng không tiện ra mặt, tốt nhất là nên che giấu thân ảnh thì hơn. Trong khu vực mua bán này, cũng có không ít người hóa trang ẩn mình, không lộ diện chút nào. Hai người nhìn nhau, Thân ảnh thoáng một cái rồi hóa thành hai đạo bóng đen chui vào lòng đất không thấy đâu, một khắc sau liền hiện ra gần khu vực mua bán kia. Vừa rồi nhìn từ xa thấy không rõ ràng, diện tích khu vực này cực lớn, phương viên rộng chừng hơn 10 dặm, chia ra từng khu vực, bày ra rất nhiều gian hình vuông. Đại đa số đồ vật trên quầy hàng là các khoáng thạch, tài liệu hôi thú, đủ loại nguyên liệu linh thảo, số lượng đều rất nhiều. Dòng người rất đông đi đi lại lại, chọn cho mình những thứ cần dùng. Đại hội này thật đúng là náo nhiệt a. À hàn lập nhìn cảnh vật trước mắt trên mặt lộ vẻ tươi cười thạch xuyên không thấy vậy hai mắt cũng lộ vẻ hưng phấn khác thường chỗ này rất rộng lớn trước mắt ngươi và ta hãy chia ra hành sự mỗi người tự thu thập tin tức hiệu quả của việc này nhanh hơn không ít hàn lập truyền âm nói cũng tốt thạch xuyên không gật đầu đáp ứng một tiếng rồi quay người đi về hướng khác hàn lập đi lại khắp khu mua bán nhìn về từng quầy hàng bên cạnh rất nhanh ngừng lại trước gian hàng của một đại tộc đủ loại vật phẩm trên quầy hàng chất lượng đều tốt vô cùng, đứng phía sau quầy là ba đại hán thân người đầu hổ, thân hình mỗi người đều cao chừng hai trượng, toàn thân phát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, hiển nhiên đều là tu vi đại thừa kỳ. Trên đường Hàn Lập đến đây đã nghiên cứu không ít điển tịch hôi thích tộc, nhìn sơ qua hình dáng có thể phân biệt không ít tộc quần trên thảo nguyên này. Ba người này hẳn là người âm hổ tộc, thực lực bài danh âm hổ tộc trên thảo nguyên lục nguyệt được xếp vào hàng đại tộc, hơn xa hôi thích tộc, chuyện bị người ta chặn đường trước đó tuyệt không thể nào xảy ra với người của tộc này được. chương 703, giá tranh lệch, các hạ coi trọng đồ vật nơi này. Một đại hán âm hồ tộc có vết sẹo trên mặt nhìn hàn lập hỏi, giọng nói ông ông. Ta không phải tới mua đồ, nơi này các người có thu mua đồ không? Hàn lập hỏi ngược lại, ba tên đại hán nghe vậy, nhìn nhau một chút, hơi kinh ngạc. Nếu là đồ tốt, tự nhiên chúng ta sẽ mua. Đại hán mặt sẹo dò xét hàn lập một chút, nói hàn lập cười nhạt một tiếng lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đen lớn chừng bàn tay đưa tới đại hán mặt sẹo tiếp nhận hộp ngọc mở ra một cái sắc mặt biến đổi lập tức đóng nắp hộp lại các hạ xin mời đi theo ta đại hán mặt sẹo làm một động tác mời hàn lập sau đó dẫn vào một căn phòng tối phía sau quầy hàng trải qua sự quan sát hàn lập phát hiện cơ bản đằng sau quầy hàng mỗi tộc đàn đều có một căn phòng tối như thế dùng làm nơi giao dịch bí mật trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản chỉ có một bàn hai ghế dựa, các nơi trên vách tường minh khắc từng đạo phù văn, không biết là cấm chế gì. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc này đại hán mặt sẹo mới hít sâu một hơi, lần nữa mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong hộp là một khối tinh thể màu xám đậm to bằng nắm tay, mặt ngoài che kín vô số lỗ thủng nhỏ bé, nhìn rất giống tổ ong. Thỉnh thoảng có từng tia sương mù màu xám từ trên khối tinh thể thoát ra, nhìn có chút thần bí. Đây là khối yểm phong xào tinh có phẩm chất rất tốt, được xem là cực phẩm, chúng ta thu, người muốn bao nhiêu hôi tinh, hoặc là muốn đổi vật khác cũng được. Ánh mắt đại hán mặt sẹo nhìn tinh thể màu xám đậm trong hộp một cách nóng bỏng, nói. Các hạ lại là người thực tế, xem ra tìm âm hồ tộc các ngươi là lựa chọn sáng suốt. Nếu như thế, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn 300 hôi tinh. Hàn lập mỉm cười, nói. Cái này, 300 hơi đắt, 160 thì chúng ta thu. Đại hán mặt sẹo lộ ra vẻ làm khó, đưa ba ngón tay nói. bảy. Hàn lập trầm giọng nói, nhiều nhất 108, đại hán mặt sẹo lắc đầu, hai người sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng thuận giao với giá 200 hôi tinh. Đại hán mặt sẹo vung tay lên, lấy ra một cái chữ vật cốt hoàn, đưa qua. Hàn lập tiếp nhận chữ vật cốt hoàn, thần thức quét vào trong đó. Bên trong là một đống nhỏ tinh thể màu xám, mỗi một khối đều lớn bằng nửa nắm tay, bên trong mơ hồ nhìn thấy từng tia khí thể màu xám lưu động. Vật này tên là hôi tinh, là tiền tệ lưu thông giữa các tu sĩ hồi giới, cùng loại với tiên nguyên thạch ở tiên giới, bất quá bên trong ẩn chứa sát nguyên chi lực cực kỳ tinh thuần. Mà khối yểm phong xào tinh này là một khối tài liệu năm đó hắn lấy từ trong túi chữ vật thi thể hôi tiên kia. Tìm hiểu tình báo cũng cần tổn hao một chút, trước hàn lập bán đi khối phong xào tinh này, đổi lấy một ít hôi tinh. Hắn lật tay thu chữ vật cốt hoàn lại, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Phong xào tinh kia chỉ là một kiện tài liệu phi thường không đáng chú ý trong số những tài liệu quý hiếm trong túi chữ vật hôi tiên kia, lại có thể bán ra 200 hôi tinh, xem như không tệ. Những tài liệu khác lại càng không biết giá trị bao nhiêu, giá trị túi chữ vật kia xem ra hơn xa hắn đoán. Vị đạo hữu này, trên người ngươi còn có hiểm phong xào tinh nữa không? Hoặc là tài liệu quý giá khác, cũng không nên phí sức đi tìm người khác bán, không bằng bán toàn bộ cho âm hổ tộc ta, về phương diện giá tiền ngươi không cần lo lắng, âm hổ tộc ta xưa nay rất uy tín, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Đại hán mặt sẹo cất kỹ hiểm phong xào tinh lại nhìn hàn lập chờ đợi vật này là ta ngẫu nhiên có được làm gì còn có nhiều hơn hàn lập lắc đầu nói đại hán mặt sẹo nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng mặc dù ta không có đồ vật khác bán cho các ngươi bất quá ta muốn mua vài món đồ hàn lập mỉm cười nói a à, các hạ muốn mua gì trên mặt đại hán mặt sẹo lại vui mừng nói ta muốn mua một ít điển tịch từ âm hồ tộc các ngươi hàn lập nói điển tịch điển tịch gì đại hán mặt sẹo khẽ giật mình lập tức ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. các hạ yên tâm, ta muốn không phải là công pháp bí thuật âm hồ tộc các ngươi, mà là các loại điển tịch nhân văn địa lý tài liệu đồ giám, tốt nhất là bên ngoài lục nguyệt thảo nguyên, thậm chí bên ngoài hắc xỉ vực. âm hồ tộc chính là đại tộc của lục nguyệt thảo nguyên, về phương diện điển tịch tư liệu này hẳn không thiếu a. À. hàn lập vừa cười vừa nói, vừa rồi hắn một đường đi tới, trên những quầy hàng kia có đủ các loại tài liệu, nhưng một bản điển tịch thư sách cũng không thấy. việc này cũng khó trách đại hội tháp mộc đạt chủ yếu là giao dịch các loại vật tư ai lại tốn tâm tư thu thập điển tịch làm gì chứ hàn lập muốn thu thập đủ loại tư liệu chỉ có dùng loại phương pháp này nguyên lai like người muốn những điển tịch này cái đó ngược lại có thể bán cho ngươi bất quá những điển tịch này tộc ta vất vả thu thập giá tiền cũng không tiện nghi a à. đại hán mặt sẹo nghe vậy sắc mặt buông lỏng sau đó nhìn thật sâu hàn lập nói chỉ cần điển tịch tư liệu có giá trị càng nhiều càng tốt ngón tay hàn lập chỉ mặt bàn cười nói tốt các hạ chờ ở đây một chút." Đại Hán mặt sẹo đứng lên, quay người đi ra ngoài. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Lập ly khai quầy hàng âm hổ tộc, khóe miệng ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười. Từ chỗ âm hổ tộc, hắn đạt được không ít điển tịch. Hắn vừa mới đọc sơ qua một chút, không ít tư liệu đều là bên ngoài Lục Nguyệt Thảo Nguyên, còn có một ít bên ngoài Hắc Sỉ vực, giá trị khá lớn. Hàn Lập không có dừng bước, tiếp tục đi tới phía trước. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, sắc trời dần tối xuống. Các nơi khu giao dịch treo lên từng chiếc lồng đèn to lớn, bên trong để vào từng đom đóm màu trắng, tản mát ra bạch quang sáng tỏ, chiếu xạ khu giao dịch sáng trưng. Càng về khuya, các nơi khu giao dịch ngược lại càng thêm náo nhiệt. Hàn Lập đi qua từng quầy hàng, tâm tình coi như không tệ. Ở trong đây hơn nửa ngày, hắn lại tìm thêm hai tộc đàn, bán chút tài liệu, cũng mua một chút thư tịch liên quan tới hôi giới. Hàn Lập lựa chọn ba tộc đàn, đều là đại tộc, mua được không ít tư liệu, hơn xa thư tịch tư liệu hôi tích tộc trong lòng hắn tính toán quyết định tạm thời không tiếp tục mua thư tịch nữa vừa rồi hắn mua tư liệu đã đầy đủ không sai biệt lắm hơn nữa các tộc trên lục nguyệt thảo nguyên phong bế tin tức thư tịch tư liệu tồn chữ bên trong các tộc đều không khác nhau mấy lặp lại rất nhiều hơn nữa trên đại hội tháp mộc đạt mua điển tịch khắp nơi là một việc có chút quái dị làm nhiều sợ rằng sẽ khiến cho người hữu tâm chú ý hàn lập thả lỏng trong lòng nhìn về phía hai bên quầy hàng hóa trên đường đi tới đây hắn nghiên cứu đủ loại điển tịch hôi tích tộc đã có năng lực giám định nhất định đối với đồ vật hôi giới lại thêm thần thức hắn cường đại vô song rất nhanh phát hiện không ít đồ tốt a à, đây là bước chân hắn chợt dừng lại trước một gian hàng cặp mắt dưới áo choàng lộ ra vẻ kích động sạp hàng nơi đây không quá lớn đại đa số đều là linh thảo tài liệu khoáng thạch nhưng cũng không nhiều đứng sau quầy hàng là hai gã có đầu mọc ra hai sừng trên mặt đầy vải cá nhìn rất giống dị tộc ngư nhân vị bằng hữu này người coi trọng thứ gì một dị tộc ngư nhân nhiệt tình mở miệng hỏi ánh mắt hàn lập nhìn về phía một cái dương ở trong góc quầy hàng bên trong trưng bày mấy chục gốc thực vật hơi mờ phiến lá thông suốt mỏng manh giống như băng tinh bên trong phân bố đường vân mạch lạc rõ ràng linh thảo này hắn hết sức quen thuộc chính là tài liệu chính khổ lạc hoa dùng để luyện chế túc sát đan tài liệu này tại tiên giới cực kỳ quý hiếm giờ phút này ở đây lại chất đống tùy ý những linh thảo này bán thế nào hàn lập chỉ những khổ lạc hoa kia hỏi a à, Ngươi muốn những băng tinh thảo này, một gốc ba hôi tinh, dị tộc ngư nhân kia tùy ý nói, tựa hồ sự nhiệt tình đã giảm hơn phân nửa. Ba hôi tinh, trong lòng Hàn Lập không biết nói gì, khổ lạc hoa tại tiên giới là đỉnh cấp linh thảo, có giá trị không nhỏ, nhiều lúc cho dù có tiên nguyên thạch cũng không mua được, nhưng tại hôi giới lại tiện nghi như thế. Băng tinh thảo, tựa hồ đã nghe qua cái tên này. Trong lòng của hắn khẽ động, hồi tưởng lại trước đó vài ngày xem qua điển tịch hôi tích tộc, bên trong hình như có đề cập tới linh thảo này, hắn nhớ lại một chút, ký ức trong đầu có chút mơ hồ rất nhanh trở nên rõ ràng. Căn cứ ghi chép của quyển điển tịch kia, linh thảo này mọc nhiều ở vùng đất âm hàn, chỗ sâu trong lục nguyệt thảo nguyên có một mảnh vô để chiều trạch, sinh trưởng rất nhiều băng tinh thảo. Bất quá băng tinh thảo đối với sinh vật hôi giới lại không có chỗ hữu dụng, cho nên trong điển tịch kia chỉ kể giản lược, cũng không có vẽ đồ hình, nên hắn không nhận ra băng tinh thảo kia chính là khổ lạc hoa. Khổ lạc hoa có công hiệu xua tan sát khí, vật này chính là vật có hại đối với sinh vật hôi giới, khó trách tiện nghi như thế. Chỉ có chừng này sao? Hàn Lập nghĩ tới đây, trong lòng cũng giật mình, mở miệng hỏi. Hai dị tộc ngư nhân nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Những thứ băng tinh thảo này chỉ sử dụng lúc luyện chế mấy loại độc dược, hơn nữa vật này cũng không hiếm thấy, bất kỳ người nào chỉ cần đi vào vô để chiều trạch một chuyến, đều có thể ngắt lấy không ít, lại có người muốn mua nhiều. Xin lỗi, công dụng vật này không rộng, chúng ta chỉ hái lấy chừng này một dị tộc ngư nhân khác tuổi hơi già một chút lắc đầu nói. Tốt, vậy lấy ra hết cho ta. Hàn Lập cũng không tiếp tục hỏi, từ tốn nói. Hắn đã biết từ những địa đồ của hôi tích tộc về lục nguyệt thảo nguyên, biết những khổ lạc hoa này sinh ra từ vô để chiều trạch, tùy thời hắn đều có thể đi ngắt lấy một nhóm. Hơn nữa mấy chục gốc trước mắt đã đủ cho hắn luyện đan rồi. Hai dị tộc ngư nhân vội vàng gói kỹ những khổ lạc hoa này, đưa qua. Song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, rất nhanh liền hoàn thành khoản giao dịch này. Vị bằng hữu này, người có muốn những linh thảo khác, mẫu ngư tộc chúng ta am hiểu trồng các loại linh thảo, người có thể nhìn xem trạch lan hoa này, đều là linh dược vạn năm trở lên, hoặc như những khô linh thảo này, đều mới vừa hái xuống, dược tính không có mảy may sói mòn. Ngư nhân lớn tuổi nhiệt tình giới thiệu linh thảo khác, Hàn Lập đã xem qua ghi chép trên biển tịch hôi tích tộc nên biết trạch lan hoa, khô linh thảo đều ẩn chứa sát khí nồng đậm, tại hôi giới xem như linh thảo chân quý bất quá những vật này lại vô dụng với hắn, tự nhiên sẽ không mua. Vì vậy Hàn Lập liền lắc đầu, rất nhanh ly khai quầy hàng này, tiếp tục đi tới phía trước, trong mắt lại chấp động từng đạo quang mang. Lần này mua được khổ lạc hoa, ngược lại làm cho hắn hiểu thêm một vấn đề. Hôi giới cùng chân tiên giới thuộc về hai giới, vật tư không thông, đồ vật tại hôi giới không đáng một xu, cầm tới chân tiên giới thì thành đồ vật giá liên thành. Hiện tại hắn đi vào hôi giới, không ngại thu thập nhiều một chút vật giống như khổ lạc hoa, ngày sau trở về chân tiên giới lập tức có thể kiếm một món hời lớn lại nói bây giờ trên người hắn mặc dù không thiếu tiên nguyên thạch nhưng thứ này tự nhiên sẽ không ngại nhiều có trời mới biết lúc nào sẽ cần tiêu xài đợi đến lúc đó cần mới suy nghĩ thì có vẻ hơi bị động chỉ là những tài liệu này ở hai giới có tên khác nhau không dễ biết được chỉ có thể bản thân thử vận may chậm rãi tìm kiếm hắn hồi tưởng đến những linh thảo hoặc khoáng thạch có thuộc tính âm sát ở tiên giới đồng thời tâm niệm vừa động tỏa thần thức ra một chút cẩn thận từng ly từng tí dò xét quầy hàng chung quanh. chương 704, Thơm Lây, bây giờ thân ở hôi giới, vạn sự hàn lập đều rè rặt cực kỳ cẩn thận, sợ bị người hữu tâm chú ý tới, cho nên trước đó một mực không tản ra thần niệm. Bất quá trải qua sự tình ế xa tộc trước đó, hắn cũng nắm được đại khái tình huống thực lực các tộc ở lục nguyệt thảo nguyên, chỉ ít tình huống trước mắt hẳn là vẫn còn có thể khống chế được phong hiểm. Hàn lập vừa đi dạo, vừa tản thần niệm ra dò xét các gian hàng trưng bày các loại tài liệu của các tộc, rất nhanh liền tìm được một loại khoáng thạch cũng có ở tiên giới. Chỉ là vật này ở hôi giới giá cả cũng đắt đỏ, không có giá trị đầu cơ trục lợi. Hắn đang tính tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn tới phía trước. Chỉ thấy hai thân ảnh cao to khoác mũ che màu xám đang ở đối diện đi tới, gương mặt đều mang một loại mặt nạ nào đó có thể ngăn cách thần thức, thấy không rõ khuôn mặt. Khí tức trong cơ thể hai người này mặc dù bị một cỗ lực lượng che giấu, nhưng thần thức hàn lập cường đại cỡ nào quét qua một cái liền khám phá ra ngay tu vi hai người này vậy mà đều ở cấp độ kim tiên đối với hàn lập bây giờ kim tiên lúc trước cũng không là gì nhưng bây giờ ở khu vực hôi giới này tu vi kim tiên cảnh lại có chút nổi bật ít nhất là tồn tại tộc trường hai bóng người tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt hàn lập lập tức cúi thấp đầu bước chân tăng tốc lên rất nhanh biến mất trong dòng người hàn lập thấy cảnh này ánh mắt hơi lóe lên hai người này lén la lén lút như thế hẳn là có ẩn tình gì bất quá hắn chợt lắc đầu cũng không tính đi quản việc này tiếp tục đi tới phía trước kết quả sau nửa ngày ngoại trừ lại tìm thêm được một ít khổ lạc hoa cũng không thu hoạch được gì đặc biệt mặc dù đồ vật ở hai giao diện tồn tại giá chênh lệch không ít nhưng luận giá trị cũng không lớn như khổ lạc hoa trừ phi tiến hành giao dịch với số lượng nhiều đối với việc này Hàn lập cũng không cảm thấy bất ngờ cuối cùng chân tiên giới cùng nơi đây có quá nhiều khác biệt muốn tìm đồ vật có giá chênh lệch lớn giữa lưỡng giới tự nhiên sẽ không dễ dàng Thời gian tiếp theo, hắn không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà quay trở lại địa bàn Hôi Tích tộc, nhưng phát hiện Thạch Xuyên không vẫn chưa trở về. Hắn tiến vào trong đại trướng, nhắm mắt điều tức một chút, lật tay lấy ra những điển tịch đã mua trước đây, lật xem từng cái. Đối với hắn bây giờ, tìm kiếm phương pháp trở về chân tiên giới mới là đại sự chân chính. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua gần nửa ngày. Trong đại trướng hoa lên một bóng người, thân ảnh Thạch Xuyên không đột nhiên từ dưới đất xuất hiện trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười nhìn bộ dạng tâm tình thạch đạo hữu không tệ chẳng lẽ tìm được manh mối liên quan tới việc trở về tiên giới hàn lập ngẩng đầu nhìn thạch xuyên không một chút hỏi cái này ta nhìn thấy nơi đây có không ít tài liệu hôi giới giá rẻ nếu cầm về chân tiên giới buôn bán có thể kiếm một món hời liền vội vàng thu thập đủ loại tài liệu nhất thời quên đi việc phải tìm hiểu tin tức trở về tiên giới thật sự là có lỗi thạch xuyên không cảm thấy nao nao có chút xấu hổ nói không sao thời gian vẫn còn dài nếu ở lục nguyệt thảo nguyên này tìm không thấy cũng có thể tới địa phương khác thử thời vận nói trở lại không nghĩ tới thạch đạo hữu lại cảm thấy hứng thú với việc mua bán thương mại như thế hàn lập mỉm cười nói đúng vậy a à, vận chuyển các phương hàng hóa chỉ cần khống chế thỏa đáng liền có thể từ một lời mười mười biến trăm nhanh chóng tích lũy tài nguyên tài phú theo tu vi để thăng nhu cầu tài nguyên tu luyện cũng sẽ không ngừng tăng theo không ít tiên nhân cao dài bị nhốt ở một cảnh giới hàng mấy chục thậm chí mấy trăm vạn năm, không ít nguyên do chính là thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Hai mắt thạch xuyên không sáng lên, có chút hưng phấn nói tới việc buôn bán. Nếu có thể đả thông con đường, qua lại lưỡng giới đầu cơ hàng hóa trục lợi, ngược lại là một cơ hội buôn bán kinh thiên. Bất quá nếu chúng ta tìm không thấy biện pháp trở về chân tiên giới, hết thảy đều là suy nghĩ viển vông. Hàn lập đầu tiên gật đầu, lập tức chuyển chủ để nói. Lệ đạo hữu nói chí phải, việc cấp bách vẫn là trước tìm được biện pháp trở về, chuyện khác bàn sau. Thạch xuyên không gật đầu nói. Hơn một tháng sau, lúc trạng vạng tối, mây đen đậm đặc, ba mặt trời chưa hoàn toàn rơi xuống thì sáu vòng trăng tròn đã nhô lên, xa xa đối lập với nhau. Một bên càng lúc càng mơ hồ, một bên càng thêm sáng rõ. Trên ba lăng hồ cách đó không xa nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Dọc theo bờ hồ đã dựng lên mấy chục tòa câu hỏa đài cao mấy trượng, bên trong chất đầy cỏ xám cùng một ít khoáng thạch lân trắng. Các tộc nhân đến tham gia đại hội tháp mộc đạt tạm thời đều buông xuống sự vụ khác vây tụ bên cạnh từng tòa câu hỏa đài cao to hai người hàn lập cũng theo người hôi tích tộc đi vào một chỗ bên hồ tộc trưởng tịch nham dẫn đầu trên thân đã sớm đổi một bộ trường bào màu xám nhạt sạch sẽ áo khoác lại rộng lớn hơn thân thể trước ngực còn mang theo một cái tộc huy hình tròn đại biểu cho hôi tích tộc bọn họ trong tay đang cầm một bó đuốc đang cháy một ngọn lửa màu trắng hàn lập cùng thạch xuyên không lại khoác mũ màu xám che hơn phân nửa khuôn mặt trong áo choàng theo sát sau lưng tịch nham khoảng thời gian vừa qua bọn hắn cũng không có tìm được manh mối liên quan tới việc trở về tiên giới, nhưng cũng không có cứng cầu, vừa tiếp tục tìm hiểu phong thổ nơi đây, vừa gửi hy vọng vào đại hội sắp khai mạc, xem có thu hoạch được gì không. Một đoàn người đi tới phía trước tòa câu hỏa đài liền dừng lại, tịch nham quay người lại, thần sắc trong mắt vừa kính sợ, vừa cảm kích, nói với hai người hàn lập. Hai vị thượng tiên, những năm qua ở đại hội tháp mộc đạt, hồi tích tộc chúng ta không có tư cách chấp hỏa, năm nay cũng là nhờ ánh sáng của hai vị tiền bối, mới có cơ hội tới đây thông thiên hỏa. Cũng do thượng tiên không nguyện ý hiện thân, nếu không giờ phút này đã ngồi trước lều lớn ở bên kia, chờ thưởng thức đại hội tát ra. Không sao, cuối cùng chúng ta cũng không phải là người hắc sĩ vực các ngươi, không tiện hiện thân cho lắm. Trong lòng Hàn Lập hơi động, lạnh nhạt nói, nếu hắn đoán không sai, cử động lần này hơn phân nửa là do thiếu nữ hắc im yêu tú kia an bài. Dứt lời, ánh mắt của hắn trông về phía xa, cách ven hồ một chút có một tòa bệ đá cự đại màu đen, nơi đó đèn đuốc sáng trưng bốn phía cũng đồng dạng vây đầy sinh vật hôi giới với các loại trang phục tướng mạo cổ quái kỳ lạ tát ra cũng giống như thác mộc đạt là tiếng bản thổ hắc xỉ vực ý tứ đại khái là dũng sĩ đọ sức là các tộc trong hắc xỉ vực phái ra tu sĩ tộc mình tiến hành giao đấu hồi thích tộc là một bộ lạc du mục không có chỗ ở cố định tự nhiên là không có tư cách tham gia sau một lát ba mặt trời ở chỗ sâu trong mây chiếu ra vầng sáng hoàn toàn biến mất trên bệ đá màu đen lập tức truyền đến một trận tiếng kèn vang kéo dài trầm thấp. Tịch Nham tộc trưởng canh giữ bên cạnh câu hỏa đài lập tức cầm bó đuốc trong tay đưa vào trong câu hỏa đài. Hô một thanh âm vang lên, một chùm hỏa diễm màu trắng bay lên, cỏ xám trồng chất trong đó trong nháy mắt bị nhen lửa, từng ngọn lửa màu trắng sáng như tuyết nhảy lên, cháy hừng hực phát ra trận trận thanh âm tắc tắc. Những khoáng thạch lân trắng giải rác trong đó cũng rất nhanh bị nhen lửa, từng sợi ánh sáng màu trắng thô như là tơ liếu bị đốt cháy hừng hực bên trong đống lửa màu trắng từ từ bay ra, chậm chậm bay lên cách không xa ba lăng hồ. Chỉ thấy mấy chục tòa câu hỏa đài đồng loạt sáng lên ánh lửa màu trắng, lúc nha lúc nhúc sợi ánh sáng thô màu trắng như đom đóm bay đầy trời chiếu sáng cả bầu trời, hòa lẫn vào tầng mây âm trầm, làm cho Hàn Lập từ lúc tiến vào hồi giới đến nay không có nhìn thấy ánh sao, bỗng nhiên lại như được nhìn thấy tinh không lần nữa, lại có một cỗ mỹ cảm khác. Hàn Lập nhìn lên màn trời có chút xuất thần, bên tai vang lên trận trận âm thanh như là tiếng than nhẹ, trong đó rõ ràng xen lẫn tiếng địa phương của hắc sĩ vực, ngữ điệu phong cách cổ xưa trầm thấp, tựa như hành khúc phiến cổ, làm người nghe sinh ra cảm giác thê lương. Sau một hồi lâu, thanh âm hành khúc dần dần ngừng lại, bốn phía đống lửa truyền đến trận trận tiếng hét to hoan hô, các tộc bắt đầu đi qua vây quanh tòa bệ đá màu đen kia. Hai người hàn lập ở trong đám hôi tích tộc cũng theo dòng người đi đến quanh bệ đá, ngửa đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy phía bắc đài cao có một doanh trướng rộng lớn, Mành lều rộng mở, bên trong ngồi song song các vị trưởng lão Tam Miêu, cùng vài tộc trưởng bộ tộc lớn nhất Hắc Sỉ vực. Ngồi chính giữa doanh chướng chính là Hắc Y thiếu nữa tên là Miêu Tú kia. Ánh mắt nàng đảo qua dưới đài, lúc rơi vào trên thân đám người Hôi Tích tộc thì hơi dừng lại chốc lát, sau đó lập tức rời đi chỗ khác. "Đại tiểu thư, như thế nào? Vẫn còn tìm vị cao nhân ẩn tàng bên trong Hôi Tích tộc?" Tên thanh niên cao to Miêu Khôi thấy thế, nhưng người sang, thấp giọng hỏi. Miêu Tú nghe vậy, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng lắc đầu. Người kia cũng quá không biết tốt xấu, ngày trước đại tiểu thư tự mình bái phỏng, thế mà còn không chịu lộ diện. Chờ đại hội kết thúc, ta nhất định phải bắt hắn ra, bồi tội với đại tiểu thư. Miêu khôi khẽ gắt một tiếng, có chút tức giận nói. Đường huynh, chớ nói bậy, người ta nếu không muốn gặp tự nhiên có đạo lý, chỉ cần trong lòng không có ác ý, chúng ta cũng không cần thêm chuyện, chớ để một chuyện thiện duyên lại kết thành nhiệt duyên. Thiếu nữ có đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói. Mặc dù trên miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận người kia không nể mặt mũi, đồng thời càng thêm hiếu kỳ vị cao nhân giấu mặt kia, rốt cuộc là dạng gì. Đại tiểu thư nói rất đúng, là ta nói bừa. Miêu khôi vội vàng xin lỗi nói, thời gian đã đến, người tuyên bố đại hội tát ra bắt đầu đi. Miêu tú gật đầu, nói, vâng, Miêu khôi đáp một tiếng, đứng dậy rời danh trướng, đi đến trước đài, đầu tiên gã đi đến bên cạnh một cái trống đen nhánh, gõ mạnh ba tiếng như lôi vang, để thanh âm ồn ào dưới đài dần dần thu liếm, mới mở miệng tuyên bố, đại hội tát ra năm nay chính thức bắt đầu, dũng sĩ tộc nào lên đài đầu tiên, tiếp nhận khiêu chiến. Gã vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh đen nhánh trước sau rơi vào trên bệ đá. Thứ cốt tộc ô hợp ly, người đầu tiên rơi vào trên đài là một sinh vật hình người toàn thân sinh ra vải giáp màu đen, trên mỗi gương mặt, khuỷu tay cùng đầu gối có một đoạn xương trắng nhọn đâm ra, nhìn người phần giữ tợn khủng bố y vừa nói xong dưới bệ đá lập tức bộc phát ra một trận tiếng hò hét đặc biệt là nơi tụ tập tộc nhân của y thanh âm càng thêm vang dội tựa hồ có thể lên đài đầu tiên là một vinh dự cực lớn đối với bọn họ thủy hồ tộc mục đạc một nam tử khác đầu hồ thân người bên mặt lại sinh ra mang cá hình cánh cung cũng lập tức tự giới thiệu mang cá trên mặt gã không ngừng nhúc nhích cong lên phía sau lưng trên mặt mang theo một tia hưng phấn so với người trước đó thì tiếng hô nhỏ hơn rất nhiều rất tốt đây là trận chiến đầu tiên các người muốn phân thắng bại, hay là quyết sinh tử? Miêu Khôi nhìn về phía hai người, cười hỏi, chương 705, nội loạn, không phải là đại hội luận võ à, làm sao còn muốn luận đấu sinh tử nữa? Hàn Lập nghe vậy có chút nghi hoặc, hỏi tịch nham. Thượng tiên có chỗ không biết, đại hội tát ra này là chỗ cho các thanh niên có tư chất cao của các tộc triển lộ tài hoa, đồng thời cũng là nơi các tộc giải quyết tranh chấp. Đại lãnh chúa Tam Miêu xưa nay không cho phép các bộ lạc tự mình phát động chiến tranh, liền thông qua phương pháp này để quyết định vì vậy sau cuộc luận đấu này phần nửa định đoạt địa bàn cùng lợi ích đang tranh chấp tịch nham giải thích a à, thì ra là thế giải quyết mâu thuẫn như vậy cũng là một cách hay hàn lập hiểu ra nói biện pháp của đám hồi giới mọi dợ này cũng không tệ đơn giản nhưng hiệu quả lại cao ta thích sắc mặt thạch xuyên không không đổi truyền âm nói với hàn lập loại cách thức này được thông qua cũng nói rõ phần lớn những người này là người thủ tín nếu ở tiên giới Mỗi tộc đều có dị tâm, thủ đoạn ám chiêu nhiều vô số, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt đến mức không thể thỏa hiệp được. Hàn lập lập tức truyền âm trả lời. Thật đúng là, Thạch Xuyên không suy nghĩ một lát, rồi nhịn không được cười lên trả lời. Ngay khi hai người thông qua tâm thần nói chuyện với nhau, hai võ sĩ trên đài đã bắt đầu giao thủ, nam tử thứ cốt tộc lên đài đầu tiên trên người tỏa ra khí tức sát nguyên mạnh hơn, toàn thân lượn lờ sát khí, đánh cho nam tử thủy hổ tộc kia liên tục bại lui. Tuy nam tử thủy hồ tộc kia rơi vào thế hạ phong, nhưng không lộ vẻ bối rối chút nào, trong ánh mắt thủy trung vẫn mang theo vẻ kích thích, sát khí bừng bừng, tay vung cây tam cổ xoa lên, ở trên đài không ngừng di chuyển né tránh. Nam tử thứ cốt tộc càng ngày càng gấp, còn thủy hồ tộc thì tránh né càng lúc càng hưng phấn, chấp động né tránh, nguy hiểm vô cùng, làm người các tộc dưới đài kêu la kinh sợ, gieo hò không thôi. Hàn lập nhìn chốc lát, cảm thấy có chút kỳ lạ, nam tử thủy hồ tộc kia trước giờ một mực áp chế khí tức, vẫn như cũ bày ra vẻ yếu ớt, còn khí thức nam tử thứ cốt tộc kia đã được đẩy lên trạng thái đỉnh phong cũng bắt đầu suy yếu, thấy đã đến lúc ra tay chảm sát, nhưng y vẫn không chịu động thủ, mà như cũ phối hợp giao thủ với đối thủ, tránh né hung hiểm. Nhìn qua mười mấy hiệp, Hàn Lập cảm thấy giống như đang xem siếc vậy, có chút tẻ nhạt không thú vị, liền đảo ánh mắt, nhìn về ba lang hồ phía xa. Lúc này, mặt trời chiếu từng tia sáng ấm áp xuống mặt hồ, phản chiếu ở trên mặt hồ từng gợn sóng rực rỡ dọi sáng cả bờ hồ trong vắt, nhìn vào trong tựa như thấy từng đàn cá bạc bơi lội trong đó. Chợt, trong lòng Hàn Lập bất ngờ nhảy dựng lên, nhìn xuyên qua từng lớp người, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt hồ tựa như có chút động tĩnh quái lạ. Ngay lúc hắn định tra xét cẩn thận, thì một tiếng vù vù thật lớn bất ngờ vang lên phía sau. Nương theo âm thanh đó vang lên, thức hải của hắn từng trận mê man, sau ót giống như bị người ta đánh một quyền vậy, nhưng cùng lúc đó tòa sơn phong tuyết trắng trụ vững trong thức hải của hắn, có khắc vài chữ thật to ngự phong trấn thần phù nhanh chóng tỏa ra tia sáng chói mắt hóa thành một tầng sóng ánh sáng như tuyết quét ra xung quanh trong nháy mắt loại bỏ tất cả cảm giác khó chịu trong thức hải của hắn mà bên cạnh hắn thân thể tịch nham bao gồm cả đám người xung quanh đều mềm nhún ngã xuống mặt đất hàn lập quay đầu lại liền nhìn thấy nam tử thủy hồ tộc kia ở trên bệ đá thất khiếu đều chảy ra huyết dịch trong tay thì đang cầm một vật giống như một khối ốc biển màu đen trong mắt lộ vẻ điên cuồng đại trướng bên kia Tất cả mọi người tê liệt dựa vào ghế lớn, tuy thần thức vẫn còn minh bạch, nhưng hầu như không thể nhúc nhích được. Lúc này, bên cạnh Hàn Lập có một cánh tay thò lên, nắm ống tay áo hắn kéo xuống. Hắn liền nhìn xuống, chỉ thấy Thạch Xuyên Không đã ngã trên mặt đất, đang lấy ánh mắt ra hiệu cho hắn tranh thủ thời gian ngã xuống đất. Trong lòng Hàn Lập bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi cũng giả bộ như chống đỡ không nổi, liền theo mọi người ngã xuội lơ dưới đất. Lúc này, bên chỗ tập trung đám người thủy hồ tộc có một nam tử cao lớn mang áo choàng màu xám, chợt tháo mũ trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt màu xanh rất giống viên hầu. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, phát hiện bộ dáng người này giống hệt những viên hầu da xanh mà hắn từng gặp trong chân môn môn, chẳng qua kẻ trước mắt này phát ra khí tức mạnh hơn, trừng tu vi kim tiên trung kỳ, đồng thời linh trí cũng cao hơn mấy phần. Thân hình nam tử cao lớn nhảy lên hạ xuống bệ đá, đi đến bên cạnh nam tử thủy hổ tộc, tay gã cầm lên ốc biển màu đen kia, quan sát một lát rồi cẩn thận thu vào, còn tên nam tử thủy hồ tộc thất khiếu chảy máu kia thì đã gục ngã trên mặt đất hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình bên trong đại trướng bên cạnh gã tộc trưởng thủy hồ tộc cũng không giả vờ nữa mà từ trên ghế dựa lớn đứng dậy đi tới bên người viên hầu da xanh khom người thi lễ nói ra đại nhân thần cơ diệu toán lão hủ bội phục mục khâu lão quỷ người dám cả gan cấu kết với người của ni thứ đà vực phản bội hắc xỉ vực sao miêu tú gượng đỡ thân thể lên nổi giận nói ra âm thanh lại hữu khí vô lực xin lỗi đại tiểu thư, thứ cốt tộc bọn hắn đã cưỡng chiếm tộc địa của thủy hồ tộc bọn ta mấy trăm năm, lại giết bào đệ mục tu cùng chất nhi mục hải của ta, huyết cừu như vậy cũng không phải một mạng trên đại hội tát gia này có thể bồi thường được. Vẻ mặt tộc trưởng thủy hồ tộc không đổi nói ra, dứt lời, gã liền đi tới bên người hợp ly giao đấu với mục đạc khi nãy, nâng một trưởng lên, trực tiếp đánh đầu y nát vụn. Dưới bệ đá, đám người thủy hồ tộc cao giọng quát to rồi nhao nhao lao giết tới đám người thứ cốt tộc, trong lúc nhất thời phát ra âm thanh thảm thiết không ngừng, mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía. Trong đại trướng, tộc trưởng thứ cốt tộc nhìn muốn rách cả mí mắt, kêu gào không thôi. Chuyện này là mệnh lệnh của lãnh chúa cổ đại các ngươi, hay là chuyện của chính thanh viên tộc các ngươi? Ngươi không sợ hắc xỉ vực bọn ta không ở thế trung lập nữa mà theo luân hồi vực sao? Trong mắt miêu tú bốc lên hỏa khí, cắn răng hỏi. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, luân hồi vực bên kia đã phái người đi trao đổi với phụ thân ngươi, Chuyện theo phe bên kia bất quá sớm hay muộn mà thôi Viên hầu da xanh cuối cùng cũng mở miệng Giọng nói khàn khàn Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Rõ ràng phụ thân ta luôn phản đối chủ trương của luân hồi vực Cũng tận lực thuyết phục bọn họ không nên bị mê hoặc Làm sao lại theo luân hồi vực được Miêu tú nghe vậy càng giận dữ, quát mắng Hắc xỉ vực các người bất quá là một tiểu giới vực Ngày thường cũng quá mức xem trọng chính mình Nếu đã dám cả gan để xứ giả luân hồi vực vào cảnh nội thì cũng đừng trách chúng ta bắt các người tế cờ để gian đe người khác. Viên hầu da xanh cười lạnh nói, dứt lời, gã quay người nhìn về phía ba lăng hồ, trong miệng phát ra một khẩu hiệu thật to. Chỉ thấy trên mặt hồ nổi lên bọt nước dữ dội, từ trong hồ nước trồi lên đại quân chừng mấy vạn người, là người thanh viên tộc cùng đại quân các bộ lạc khác của ni thứ đà vực, sớm đã ẩn tàng trong đó. Ngay khi đại quân vừa lên bờ, tựa như thủy chiều dâng cao, xông vào các tộc trong hắc xỉ vực, bắt đầu tàn sát điên cuồng lần này mới thật sự là tiếng hô giết động trời máu chảy thành sông vị trí hàn lập cùng bọn người hôi tích tộc cách bờ hồ không quá xa rất nhanh đại quân ni thứ đà kia sẽ giết tới đến lúc đó hắn cùng thạch xuyên không cũng không thể không động thủ chống cự được một khi thân phận người tiên giới bại lộ đừng nói đại quân ni thứ đà vực mà đến cả các bộ lạc hắc xỉ vực chỉ sợ cũng xoay chuyển mũi nhọn vây bắt bọn hắn ở hôi giới mặc kệ thế lực phương nào có cửu hận sâu sắc đến thế nào nữa đều thống nhất chung là tạm gác lại tất cả mọi chuyện để cùng chống chọi với tiên giới. Thật ra Hàn Lập cũng không e ngại những người này, dù sao lấy thủ đoạn hai người, muốn toàn thân trở ra cũng có thể làm được, chỉ là sau đó, thân phận hai người bọn hắn chỉ sợ khó tiếp tục ngụy trang nữa, muốn tìm cơ hội trở về tiên giới lại càng trở nên khó khăn hơn. Làm sao bây giờ, không thể tiếp tục ngụy trang nữa." Thạch Xuyên không truyền âm hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, không có trả lời, ánh mắt nhìn về bệ đá bên đó chỉ thấy chẳng biết lúc nào trong tay viên hầu da xanh đã có thêm một cây lang nha đại bổng, rồi nện xuống đầu từng tộc trưởng hắc xỉ vực. Mục khâu chói tộc trưởng thứ cốt tộc trước người, trong tay gã cầm trường đao màu đen nhiễm lấy nghiệp hỏa màu trắng, kề bên cố của tên tộc trưởng, đang định chém đầu y. Còn tộc trưởng thứ cốt tộc thì vẫn ương ngạch, mắt đầy cừu hận, trên mặt không sợ hãi chút nào. Âm thanh gào thét chung quanh càng lúc càng lớn, mắt thấy đại quân của các bộ lạc nghi thứ đảo vực đang muốn giết tới hôi tích tộc bên này. Mặc kệ, cho dù không giấu được thân phận, cùng lắm tàn sát hết đám người hôi giới này, sau đó hủy thi diệt tích, rồi mau chóng rời khỏi chỗ này. Thạch Xuyên không truyền âm nói ra, khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Chớ làm loạn, ta sẽ có biện pháp, Hàn Lập không trần chờ nữa, mà lên tiếng cắt lời. Hắn vừa dứt lời, đúng lúc Thạch Xuyên không đang kinh ngạc thì dưới thân Hàn Lập nổi lên từng đợt xương mù màu đen lượn lờ, rồi xoay chuyển từng trận giữa không chung, hóa thành dòng xoáy màu đen, trong nháy mắt lướt đến bệ đá màu đen ánh mắt của y chăm chú, dò xét khí thức đang truyền ra từ trong hắc vụ, bất ngờ sắc mặt thay đổi. Đó rõ là một gã hôi tiên có tu vi thái ất cảnh. Chỉ thấy dòng xoáy hắc vụ xoáy ở trên không bệ đá, rồi ngưng động lại, như một viên thiên thạch tỏa ra khói đen dữ dội đập mạnh xuống. Một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, thạch đài màu đen chấn động ầm ầm, ở giữa vỡ tung ra, như mạng nhện chia ra vô số khối đá. Từ giữa kẽ nứt đó, hắc vụ thu liếm lại, ngưng thành một nam tử thân hình thon dài, dung mạo anh Tuấn, trên người mặc trang phục màu đen, trong tay phe phẩy cây quạt xếp màu đen, khí tức trên người tỏa ra là thái ất hôi tiên không che giấu chút nào, hóa thành từng đợt giao rộng vô hình, không ngừng từ dưới chân khuếch tán ra. Người này không ai khác chính là ma quang chiếm giữ thi hài hôi tiên, ngay khi ra khỏi động thiên hoa chi, gã liền thi triển bí thuật thay đổi khuôn mặt thanh niên này. Đám người trên đài bị một màn này làm giật mình, liền không biết làm gì cả, vẻ mặt kinh nghi nhìn về nam tử áo đen bất ngờ từ trên trời giáng xuống kia ánh mắt viên hầu ra xanh cầm lang nha đại bổng trong tay dò xét trên người ma quang chốc lát, chợt sắc mặt thay đổi, kinh ngạc kêu lên. Ngươi, ngươi là người hư hợp tộc, không thể nào, tại sao nơi này lại có người hư hợp tộc chứ? Hư hợp tộc, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ bộ tộc này cũng không tầm thường à. Ma quang nghe vậy, cười hắc hắc nói, chương 706, được mời. Hàn Lập cũng không quá yên tâm với Ma Quang, cho nên hắn hết sức chăm chú dò xét động tính trên thạch đài, phòng người y có hành động gì ngoài ý muốn, nhưng lúc này nghe thấy ba chữ hư hợp tộc, trong lòng khẽ động. Trong những tài liệu lúc trước, bộ tộc hư hợp tộc này xuất hiện không chỉ một lần, mỗi lần nhắc đến cũng không rõ ràng, viết rất mơ hồ, không phải là vì bộ tộc này quá bí ẩn, hay là hành sự bất lực như Hôi Tích tộc, mà là trong tất cả bộ tộc ở Hôi giới thì hư hợp tộc thuộc về bộ tộc có địa vị cao quý vô cùng. Hôi Tích tộc chỉ là bộ tộc cấp thấp, thuộc tầng mạt lưu trong Hắc Sĩ vực, chứ nói chi đến toàn bộ Hôi giới, tầng cấp giữa bọn họ cách xa vô cùng. Cho nên có được những tin tức này cũng thực sự quá ít. Hàn Lập chỉ biết Hư Hợp tộc là lãnh chúa thống lĩnh thiếu Hạo vực, bọn họ thuộc về một phương thế lực của Luân hồi vực, giống như phe đối địch là Ni Thứ Đà vực, vốn thuộc về thế lực ban đầu của Hôi giới. Trừ những chuyện đó ra, không còn tin tức gì liên quan tới Hư Hợp tộc nữa, không nghĩ rằng Ma Quang lại chiếm được thi hài Hôi Tiên là người của tộc này. Tuy Thạch Đài tránh khỏi cuộc tàn sát, nhưng Viên Hầu gia xanh đang kinh sợ kia cũng không lệnh đại quân dừng lại cho nên cuộc tàn sát đẫm máu quanh ba lăng hồ vẫn tiếp tục như cũ, không ít hồi tích tộc bị liên lụy chết dưới đổ đao. Ma quang, người hãy ngăn đám người này lại, tâm niệm hàn lập vừa động, liền truyền âm nói ra. Trên thạch đài, ma quang nghe vậy, thế nhưng chưa lập tức động thủ, mà quay người nhìn về hướng hàn lập. Động tác này của gã làm cho những người khác cảm thấy nghi ngờ, rồi dối rít nhìn theo, trong lòng hàn lập thầm mắng một tiếng, rồi vội che đậy khí tức, giả bộ như ngất đi. Trong thể nội hàn lập, thiên ma khế ước đã ký kết cùng ma quang, vì thế bắt đầu hiện ra trong thần thức của hắn. May mà ma quang chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dị động gì cả, liền quay người nhìn về phía viên hầu da xanh kia, thu lại quạt xếp màu đen, rồi mười ngón tay đan vào nhau làm một động tác bẻ khớp, nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng muốt thẳng tắp. Hắc y thiếu nữ nhìn thanh niên tuấn lãng trước mắt này, nhất thời vì nụ cười của gã làm cho sự hoang mang trong lòng đều biến mất, trong thâm tâm nổi lên từng đợt gợn sóng. Nhưng trái ngược với miêu tú, cảm thụ của viên hầu lại hoàn toàn khác lão chỉ cảm thấy nụ cười của người trước mắt này kinh khủng vô cùng hàm răng trắng kia tựa như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy cả người nổi lên hàn khí tựa như rớt vào hầm băng vậy lão nghiến răng trong tay nắm chặt ốc biển màu đen kia một lần nữa đang tính vận dụng bí bảo mà lãnh chúa đại nhân ban cho để tranh thủ một đường sinh cơ cho mình thế nhưng lão vừa mới nghĩ tới chợt bên tai truyền đến một âm thanh mông lung tựa như ác ma vậy đang tính làm chuyện gì vậy không biết lúc nào mà thân thể ma quang đã hóa thành một cỗ xương mù màu xám như một con mãng xà chỉ trừ lại mỗi cái đầu với khuôn mặt của gã đang quấn quanh người lão a à, viên hầu da xanh kinh sợ kêu một tiếng chợt cảm thấy hồn bay khỏi xác vậy miệng của lão vừa mới mở ra thì cả người ma quang đã hóa thành từng sợi xương mù màu xám chui vào thất khiếu tai mắt mũi miệng tràn vào cơ thể của lão mặt mũi viên hầu da xanh thống khổ vô cùng ném lang nha đại bổng cùng ốc biển màu đen xuống dưới đất bàn tay thì bóp lấy cổ của mình lão đảo lui về phía sau, nhưng lui được mấy bước, một tiếng rầm phát ra, chỉ thấy lão đã ngã ngửa trên mặt đất. Sau khi thân thể lão hoàn toàn không động đậy nữa, lúc này từng đám sương mù màu xám mới từ trong thất khiếu của lão thoát ra, lần nữa ngưng tụ thành hình người, rồi hóa thành một thanh niên công tử phong độ tiêu sái. Chỉ là ngay lúc hắn vỗ quạt, thì nhịn không được ở một tiếng, nhìn cảnh tượng càng thêm hung thần. Bọn người miêu tú thấy một màn quỷ dị này, trong lòng khiếp sợ không thôi, đều há hốc miệng, qua nửa ngày cũng không thốt nên lời. Lúc này ma quang xoay người nhặt ốc biển màu đen kia lên, rồi quan sát một chút, bình thản tuôn ra từng tia sát khí nồng đậm từ trong lòng bàn tay, bao phủ nó để luyện hóa. Một lúc sau, một tay gã nắm chặt ốc biển, điểm một cái trên đó, từ đó khẽ bắn ra một đạo ánh sáng màu đen dập dờn, trong nháy mắt quét về bốn phương tám hướng, làm cả mặt ba lang hồ nổi lên từng đợt gợn sóng nhỏ. Sau khi bị vầng sáng này quét chúng, toàn bộ người hắc sĩ vực chợt cảm thấy thần thức thả lỏng, đủ loại cảm giác hồ đồ vô lực kia biến mất không còn gì nữa, liền nhao nhao đứng dậy, rồi lao vào chém giết đại quân ni thứ đả vực. Hai người Hàn Lập cũng tiện thể đứng dậy, nhưng không có tham dự vào chém giết, mà lao về phía thạch đài. Trên thạch đài, mục khâu thấy viên hầu da xanh bị giết một cách dễ dàng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mang cá trên mặt không ngừng mốc máy, liền xoay người định chạy trốn về hướng ba lăng hồ. Nhưng y chưa kịp động thân, thì thân hình tộc trưởng thứ cốt tộc đã sớm nhảy lên, cản trước người y, tiếp đó lại có một phụ nhân da xám tai nhọn, cùng miêu khôi từ hai cánh vọt đến, vây y vào giữa. Trong mắt miêu tú lộ vẻ lạnh lẽo vô tình, trực tiếp hạ lệnh giết. Cả ba người không chút do dự, liền thi triển thủ đoạn, công kích về phía mục khâu. Sơn quỷ tộc, phong dấu tộc, hôi liêm tộc, nghe hiệu lệnh của ta, phối hợp với tộc nhân, lập tức cùng phát động phản công. Thanh lý tộc, nê nghiêu tộc, thổ hoàn tộc, vòng qua hai cánh ba lang hồ để truy sát. Nhân số chúng ta không chiếm ưu thế, không cần phải bao vây tất cả, chỉ cần dùng hết sức giết chết quân địch là được rồi. Miêu Tông, mấy người các người thống lĩnh các bộ lạc còn lại, đánh lén tộc trưởng của các bộ tộc quân địch cùng đuổi giết những địch quân tháo chạy giải rác kia. Quân lệnh từ trong miệng Miêu Tú liên tục được phát ra, các tộc trưởng của Hắc Sĩ vực liên tiếp lĩnh mệnh, rồi giết bay khỏi thạch đài, tổ chức các tộc phản công đại quân Ni Thứ Đà vực. Đại quân các bộ tộc của Ni Thứ Đà vực thấy thống lĩnh bọn hắn đã bị giết chết, quân tâm liền tan rã, còn các tộc Hắc Sĩ vực lại nóng lòng muốn báo thù, cho nên đuổi giết điên cuồng, làm cho đại quân Ni Thứ đã phải bại lui về phía Ba Lăng Hồ. Sau lần Ma Quang ra tay khi nãy, gã cũng không tiếp tục ra tay giết người nữa, mà thản nhiên đi tới rìa thạch đài, một tay nhẹ phe phẩy cây quạt xếp trong tay, có chút hăng hái nhìn các tộc đang hỗn chiến phía dưới, khóe miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt. Hàn lập cùng thạch xuyên không từ trong chiến trường hỗn loạn kia, một đường tránh né đao quang kiếm ảnh, cuối cùng cũng lách mình hạ xuống thạch đài. Thạch xuyên không nhìn ma quang trước mắt, thân sắc trên mặt không đổi, nhưng đáy lòng như sóng lớn vỗ bờ vậy còn ánh mắt nhìn về phía hàn lập cảm thấy khó hiểu vô cùng lệ đạo hữu vị này là gã do dự mãi cuối cùng cũng thấp giọng lưỡng lự hỏi người cứ gọi hắn là ma quang đạo hữu là được thân phận của hắn có chút đặc biệt xem như là một vị minh hữu ký kết khế ước cùng ta đi bởi vì trước đó có chút nguyên nhân cho nên không tiện hiện thân nhưng sau này thì không ngại nữa rồi hàn lập lời ít ý nhiều giải thích Ma Quang không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ về phía Thạch Xuyên không, còn Thạch Xuyên không cũng lộ vẻ phức tạp thi lễ với y. Trước đó ở hôi tích tộc, trên điển tịch có ghi chép qua, người hư hợp tộc có ba dòng lớn, theo thứ tự là họ Đồ Tô, Đông Lăng cùng họ Tương, sau ngày ngươi tự xưng là Tương Cổ đi, còn hai người chúng ta sẽ là gia thần của ngươi. Hàn Lập truyền âm nói ra, tại hạ Thạch Xuyên không, Thạch Xuyên không hơi trần chờ, rồi ôm quyền nói ra. Ma Quang gật đầu nhẹ, xem như trả lời, sau đó lại bĩu môi nói ra, tương cổ, tên này không dễ nghe chút nào, cảm thấy có nghĩa như sắp qua đời vậy. Hàn lập nhíu mày, đang muốn nói gì thì miêu tú mặc bộ đồ đen đã đi tới. Cách xa mấy bước, nàng dừng lại, rồi thi lễ với ma quang, cung kính nói ra. Vãn bối tên là miêu tú, con gái của tộc trưởng tam miêu tộc, không biết tôn húy tiền bối là gì. Ma quang nghe vậy liền xoay người, trên mặt nở nụ cười, không chút kiêng kỵ đánh giá thiếu nữ áo đen từ trên xuống dưới, đang muốn mở miệng nói ra, thì đột nhiên trong đầu nhớ lại lời Hàn Lập vừa nói, mà quang đạo hiếu, thân ở dị giới, xin hãy cẩn thận lời nói và hành xử. Hắc hắc, nguyên lai là thiếu chủ tam miêu tộc, tục danh của ta tên là Tương Cổ, hai vị này là gia thần của ta, tên là Lệ Hàn cùng Thạch Xuyên không? Mà quang hơi ngưng lại, vừa cười vừa nói, hai người Hàn Lập tiến lên, thi lễ với miêu tú. Hôm nay may mà có tiền bối xuất thủ, nếu không các tộc hắc xỉ vực ta, sẽ bị đại quân của ni thứ đã vực giết cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Miêu Tú không dám thất lễ, liền hoàn lễ nói ra. Miêu cô nương nói quá lời, ta cũng trùng hợp đi ngang qua hắc xỉ vực các ngươi, vốn không định tham dự, nhưng đáng tiếc khỉ da xanh kia làm cho ta quá chán ghét. Ma quang phe phẩy nhẹ quạt xếp, tùy ý nói ra. Các tộc ni thứ đã vượt tập kích đánh lén, đã xem như khai chiến cùng hắc xỉ vực chúng ta, ta phải nhanh chóng trở về trong tộc, bẩm báo lại tất cả cho phụ thân. Tiền bối có ân cứu mạng hắc sỉ vực chúng ta, thì nhất định cho chúng ta cơ hội để tận tình làm chủ nhà đãi khách các vị mới được." Sắc mặt Miêu Tú nghiêm lại, trịnh trọng nói. Ma Quang nghe vậy, không trả lời ngay, mà ra vẻ trầm tư do dự, nhưng thực ra thì lại dùng tâm thần hỏi ý kiến Hàn Lập nên trả lời như thế nào. "Không sao, trước mắt chúng ta cũng không có mục đích rõ ràng, trước hết cứ tìm một chỗ ổn định dàn xếp không tệ đã, huống hồ nơi đó có nhiều tài liệu tin tức mà chúng ta cần." Hàn Lập truyền âm cho Ma Quang, "Nếu Miêu cô nương có thành ý mời chúng ta, Vậy bọn ta cũng không Phật hảo ý của cô nương, liền đến đó quấy rầy một phen. Chỉ là lần này ra ngoài ta không muốn lộ mặt, xin cô nương hãy giữ bí mật hành tung, cũng như tạm thời không nói đó cho lệnh tôn của cô nương. Ma Quang nhìn Miêu Tú, ra vẻ nghiêm túc nói ra: